cái hàng rào bông giấy nè, gai không vậy á. Vậy mà tụi nhỏ nó uống rượu á, trời đất ơi nó lủi vô trong đây. Cái hàng rào bông giấy nè, tình hình gai không. Mà gặp được hả? Quất thẳng cho mặt một cái nó cú đục liền. Mày chửi ai hả? Dạ con không phải nói bác ba. Xin chào bác ba buổi sáng. Con đang phẫn nộ quá bác ba ơi, con bực bội quá, nghĩ tới cái tay chân con không thể nào làm chủ được nữa, con muốn giọng. Mày giọng ai? Con giọng cái đứa tông bà ngoại con á bác ba. Ủa? Bà ngoại mày bụ bị tụi nó tông xe hả? Sáng nay bà ngoại con đi chợ, đang đi bộ ra tới ngã tư thì ngoại con đứng đợi đèn xanh đèn đỏ bình thường. Nó đâu nó tông thẳng từ sau lưng bà ngoại con luôn, té một cái bịch xuống, bây giờ người ta cho vô bệnh viện rồi bác ba ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi bây giờ mày lên để mày thăm bà chưa? Sao mày còn đứng đây mày chửi? Bác ba biết sao không? Là con vô con thăm bà ngoại con rồi. Là bà ngoại con là chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, nhưng mà bác sĩ kêu là phải ở lại kiểm tra con có bị tụ máu não này nọ hay không. Mà ba mẹ con đi lên thành phố rồi nên hôm nay con định qua gặp bác ba để có gì xin bác ba giúp con một chút ít để con gửi lên cho bà ngoại của con. Mà khổ tâm ghê bác ba, nó ác lắm bác ba, nó tông người ta cho đã xong nó bỏ trốn bác ba, con mà kiếm được hả? Trời ơi, 24 thế võ thì con quất nó liền. Mày nói chuyện cái tiếng trước tiếng sau rồi tao thấy mày thượng cẳng chân họ cẳng tay, tướng thì giống như con gấu bông. Gấu? Dạ. Chứ còn gì nữa, đúng không? Cái điều quan trọng là bây giờ tôi bay ngặt quá, không có đủ tiền lo thuốc thang cho bà ngoại mày phải không? Dạ, tại vì bị bất ngờ quá mà ba mẹ đi lên thành phố rồi cho nên định qua mượn mắt ba 5 triệu vô để gửi cho bà ngoại trong chổng nằm viện mấy ngày. Được rồi, để tao tính cho, nhưng mà cái gì cũng phải bình tĩnh. Nè. Dạ. Cái người mà đụng bà ngoại mày mà bỏ chạy, đó là cái hành động vi phạm pháp luật, vô ý thức. Thấy không? Cái chuyện đó mai mốt mà nhà nước bắt được, có đem ra xử thì thằng đó tội gấp đôi. Dạ. Tội của người ta là để nhà nước xử, còn tội mày mày quýnh đó mày có tội, nhà nước xử mày luôn. Trời ơi, con tức quá, con nói vậy thôi chứ con có quýnh ai đâu bác ba. Con dù mà vừa gặp mặt thì con tức thiệt á, sau đó con cũng đứng sau lưng bác ba nhà bác ba cứu giùm mà nhìn con vậy chứ thôi hèn lắm. Dạ. Mà mừng nín giùm đi. Dạ. Mày là khẩu xà mà tâm Phật phải không? Dạ, khẩu xà tâm mập đó bác ba. Ôi. Cái miệng mày sao nói cái gì mày cũng bẻ lái được hết rồi. Dạ. Đi vô, tao lấy tiền tao cho mượn. Dạ. 5 triệu bao nhiêu? 5 triệu bác ba. Ừ. Dạ. Mày. Dạ. Mày. Dạ. Mày làm cái gì mà mày quăng cái nó bảo hiểm? Con giật mình, con sợ. Sợ? Lý do gì mày sợ? Con bị người ta đuổi. Ai đuổi mày? Trời. Ai? Chòm xóm, sao dân chúng. Sao chòm xóm dân chúng đuổi mày? Con không làm gì hết, con chỉ mới có gây tai nạn thôi mà người ta đuổi con. Mày trời đất ơi, hèn chi rồi mày chạy, mày ôm cái nồi cơm điện, mày liên cái cọp, mày xóa dấu vết phải không Vũ? Không phải bác ba ơi, thì con sợ con quản, con đang chạy cái bác ba kêu Vũ một cái con quán quá, con chụp luôn chổng, bây giờ không biết nhà ai, hồi bác ba vô xin là giùm con cái nón. Thôi con đi nha bác ba. Đứng lại đi. Dạ. Trời đất ơi, mày nói mày gây tai nạn xong rồi mày bỏ chạy. Mày đội nón bảo hiểm mà mày chạy bộ. À, như vậy là mày có đi xe máy. Đúng rồi, là hồi nãy con đang chạy xe máy trên đường. Chị kia chỉ tạt cái đầu xe con. Mà con chạy xe con thắng không kịp, con tông thẳng vô bả. Cái bả nằm bất tỉnh cái này vậy nè. Rồi bả xỉu hết trơn. Con sợ quá, con không biết làm gì. Con chỉ bỏ chạy mà thôi. Rồi bây giờ người ta nằm ngay đơ cán cuốc rồi mày bỏ mày đi. Mày thấy hành động của mày tàn ác không? Đáng lẽ mày phải quan sát mày coi người ta như thế nào rồi mày đưa người ta vô bệnh viện để cấp cứu. Đằng này mày bỏ mày đi. Tội chồng tội. Trời ơi, con nói thiệt bác ba nghe, con cũng rất là muốn dẫn chị đi bệnh viện mà trong người đang con có uống chút rượu. Hả? Người con có uống miếng rượu, con mới đi tiệc bên bạn về, người con có miếng rượu. Mày uống rượu, mày có sử dụng bia chất kích thích rồi, như vậy thì mày tội càng thêm tội. Bây giờ con thật sự con rối trí lắm, con không biết sao hết trơn, con sợ lỡ người ta quýnh con mà bà đó bà có bị gì chắc con. Chắc con chết đó bác ba ơi, con không biết sao bác ba chỉ con trước khi mày chết là người ta chết. Bây giờ tao yêu cầu mày đi ngược lại đó. Mày coi coi người ta như thế nào. Nếu nặng thì đưa bệnh viện. Coi người ta như thế nào thì mày xử lý chứ. Mày về mày vô tâm. Trời đất ơi. Bây giờ con lợi lũi người ta, cái người ta quýnh con sao bác ba? Có tao làm sao người ta quýnh mày? Dạ vậy bác ba đi với con lợi hả bác ba? Bây giờ đi lại lãng liền. Dạ hay bác ba đi trước đi, lát con lợi được không? Không. Con về con. Dạ không được hả? Dạ. Mày đi trước đi. Dạ. Đi lại lãng lẹ lên. Đi bộ được không bác ba? Bị xe con còn ngoài. Thì đúng rồi. Dạ dạ. Nhưng lại đi trực thăng. Dạ bác ba đi trước đi chứ con sợ người ta quýnh. Không ta dán mày cây dù. Dạ dạ dạ. Chưa? Dạ. Trời đất ơi, mày đụng ta đã đời mày bỏ chạy hả mày? Đâu có được mày. Dạ. Mày làm gì vậy? Con không dám vô bác ba ơi.
Bởi con mới giận mất ba theo, có gì mất ba vô nói giùm con. Ba trời con sợ vô cái. Đi từ từ sao mà mày đi trước. Dạ. Mày tay lanh sao mày không riêng mình mày đi. Vì vừa tới trước có sợ quá mới ve lợi đó. Mệt. Đi vô. Dạ. Bà năm mấy rồi bà bị mày tông rồi không biết. Em bà Sáu Gió coi nè. Cô Sáu Gió ơi. Cô Sáu ơi. Cô Sáu Gió. Bà đâu? Ai vậy? Cái mày. Dạ. À, chào cô. Dạ, chào bà. Tôi chào là bà cô. Phi. Dắt thằng cháu, thằng Vũ. À. Chị Năm có nhà không? Đi rồi. Chị. Đi hồi nào? Ơi, cô Năm đi rồi. Hả? Cô Năm đi rồi bác ba ơi, con có tù thiệt rồi bác ba ơi. Bình tĩnh coi, để tao hỏi. Ba ơi. Nín. Trời đất ơi. Chị Năm đi về May rồi hả cô Sáu Gió? Mà đi lúc mấy giờ ạ? À? Sáng nay. Trời ơi, sao cô không nghe thông báo gì hết trơn rồi vậy chị? Trời ơi, đột ngột quá. Hôm bữa lúc mà con tông xong á là đi vô bác sĩ còn nói là chỉ có bị gãy chân thôi. Nứt. Nứt xương thôi. Chứ là nứt xương nhẹ thôi mà bây giờ đi luôn là chắc là té tủ có bầm gì rồi. Đợt này con đi tù thiệt rồi bác ba ơi. Ngươi là cái kẻ gây ra tai nạn cho chị Năm nhà tôi phải không? Dạ. Nó đó. Được rồi. Ha. Bỏ chạy ha. Dạ. Gây tai nạn ha. Rồi mày bị chết rồi. Thôi thôi thôi. Dạ dạ. Chị Sáu Gió. Nói chị nha. Thôi tội nó nặng lắm ha. Nhưng mà thôi chị xí xó đi. Bữa nay nó biết lỗi nó qua. Nó cũng khó khăn lắm. Bây giờ này nói thiệt. Nè. Nó cũng có gửi một chút vật chất, một chút quà. Thôi cái này thì thôi chị để bàn thờ cúng tới mở cửa mã cũng được. Cái gì vậy? Này đặt cọc. Gây tai nạn xong rồi còn rú ẻo chị tôi chết nữa hả? Thì cô Sáu Gió mới cô nói mà đi là đi rồi mày đó. Đi đâu? Đi bệnh viện mà. Ủa? Đi bệnh viện. Mấy sáng nay thôi. Cô nói không rõ, con tưởng đâu là đi về gặp ông bà. Cái gì bà nói cho rõ? Bà gây tai nạn bỏ chạy rồi giờ rú ẻo chị tôi chết nữa hả? À vậy là cô Năm là đang ở trong bệnh viện. Không có đi đâu hết. À vậy là cô còn sống. Trời ơi cô còn sống rồi. Mà cô có tưởng là cô đi rồi. Bình tĩnh nha. Mày trù ẻo chị tao nữa nha. Dạ cô không có trù đâu cô. Dạ thôi giờ tôi nói nghe vậy nè ha. Thôi giờ chuyện nó cũng lỡ rồi. Làm lớn chuyện cũng không hay ho gì. Mà với lại nếu mà điều tra ra kỹ thì công an lập ăn kết thì rõ ràng là thằng này nó đang chạy. Thì bà Năm May ở trong lề phóng ra, phóng bất tử làm sao nhỏ thắng kịp. Cũng tạt ngang qua con không kịp thắng lợi thì dưới con nhìn là cũng nằm chè bè rồi. Cho nên là cái này là cũng là thôi mình tính là xui đi. Nó cũng muốn sao nó cũng khắc phục hậu quả. Thì thôi thì chị nhận giùm ít tiền này đi. Thằng này nó cũng muốn là giảm bớt cái kinh phí tiền bạc với gia đình. Gia đình cũng khó khăn. Dạ thật ra hôm nay con đi qua con gặp cô Sáu là để thăm cô Năm. Với lại con gửi chút để con lo được chút ít viện phí. Con chỉ lo được nhiêu đây thôi. Với gửi vỏ trái cây để cho cô Năm ăn đẹp da, hồi phục sức khỏe, môi hồng má trắng à. Đó thấy chưa, cái lòng nó vậy rồi bà thấy không, bà Sáu Gió thấy không? Thôi được rồi. Thì lần này thôi nha, tôi cũng nhắc cậu nhớ nha. Lần sau á, rượu bia thì đừng có tham gia giao thông nữa nghe không? Lái xe vậy đó. Dạ bây giờ con sợ lắm rồi. Bây giờ là có một giọt rượu, một giọt bia cũng không bao giờ con dám chạy xe nữa. Tôi nói uống rượu uống bia mà tham gia giao thông là có ngày mang quả. Hên á là chị Năm tôi không có bị gì á. Không có bị nặng lắm á. Vậy là bà chỉ bị nứt xương thôi phải không? Thì cũng phải thuốc men rồi nằm cả tháng chứ làm gì mà đi nổi. À vậy là sáng mai thì vô bệnh viện để bác sĩ coi lại, khám lại, tái khám phải không? Đúng rồi, phải nẹp xương chứ. Ồ vậy trời ơi, vậy là chị Năm May chỉ không bị gì. Ôi thiệt đỡ quá. Vậy là khả năng mà chỉ leo dừa với dựng tấm thiết mà phóng là chỉ vẫn còn tồn tại à. Chưa, chắc cả tháng. Cả tháng chứ, tôi nhớ thiệt hồi nhỏ đâu có ai leo dừa như chị đâu. Dạ. Chỉ là kiện tướng leo dừa đó, vừa bị vừa lửa, vừa tam quan gì à, chỉ leo. Ủa, ráo tam quan gì đâu đây bác? Thì vừa tam quan rồi, giống vừa vàng vàng đó. Cũng cái thằng này, dạ, nói tới đâu phải nhắc tới đó. Rồi, cầm dạ. Tiền giùm tôi đi, ha, để tôi giáo quấn này. Dạ. Để tôi nói với chị tôi nha. Là bác cháu có tới, có xin lỗi rồi có đưa ít chi phí bệnh viện. Trái cây đẹp da nữa. Dạ dạ. Ok. Thôi giờ cầm luôn đi. Dạ. Cầm luôn đi. Rồi nè, mai mốt uống rượu rồi không được lái xe. Dạ. Mà bác ghét nhất là cái mấy cái người mà gây tai nạn giao thông rồi cái thấy người ta nằm trong cái bỏ chạy. Dạ. Sợ tốn tiền. Ha, sợ nhiều thứ.
Nhưng mà cái sợ đó là cái sợ là sau này á, tội chồng tội đó. Dạ. Thấy không? Những cái điều đó là được dạy ở trong trường học. Khi thấy người bị tai nạn, dù mình không phải là cái người gây ra tai nạn, mình phải đến mình quan sát coi. Nếu mà mình thấy mà ta nặng á, thì mình phải đưa đi cấp cứu. À, mình phải cung cấp cho những cái cơ quan y tế hoặc cơ quan công an á, giấy tờ tùy thân. Nếu như cái người đó mà người ta nặng, người ta bất tỉnh rồi, thì mình giúp người ta. Để cho cơ quan chức năng người ta có cái điều kiện, người ta tìm được cái thân nhân mà thân nhân có rồi, cái chuyện mà chăm sóc, lo mọi thứ sau này cho cái người mà bị nạn nó an toàn, nó hoàn chỉnh. Dạ. Thôi đó, mình cứ vô trách nhiệm, mình bỏ, mình chạy. Đó là một cái điều kêu là vô lương tâm. Dạ, mà con cũng không ngờ luôn á. Không có đạo đức. Đứa nào nó tông ngoại con, nó chạy, con gọi con đòi đi, con giọng vô mặt nó. Rồi, thì giờ tự nhiên cái tới con, cái con chạy quá trời chạy. Đó, mày kêu cười người hôm trước hôm sau người cười, đúng không? Dạ. Bài học cho con luôn nha không? Ra đường bây giờ chạy xe là phải làm chủ tốc độ. Và đúng, không được giao thông. Rượu bia nữa. Không được uống rượu bia. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi cô Sáu. Ừ. Con cảm ơn bác Ba. Cảm ơn cô Sáu Gió. Dạ, tôi, cảm ơn bác Phi. Cho tôi gửi lời thăm chị Năm Mây, chúc chị mau bình phục để vẫn giữ được cái chức kiện tướng leo dừa của xứ này. Dạ, tôi xin kiếu ạ. À. Dạ, cảm ơn bác cháu. Dạ, gì mà không có tao là mì rồi đó. Đấy, cái này ăn đẹp da lắm. Cứ nói hoài à. Dạ, dạ, đi bác Mai về bác Mai. Đi trước anh. Dạ, bác Ba qua chơi. Làm gì mà coi điện thoại rồi cái cười túm tím dữ vậy. Dạ. Hạnh phúc quá vậy. Con mời bác Ba ngồi. Cho mấy cái cây ăn đi. Con cảm ơn bác Ba. Dạ, bác Ba ngồi đi bác Ba. Cảm ơn. Dạ, con mời bác Ba dùng trà. Tụi bay lúc này khỏe không? Dạ, con khỏe. Bác Ba uống trà đi. Sao mày không uống? Dạ, con uống nãy giờ quá trời đằng sau rồi. Mày làm gì mà mày cứ dòm điện thoại rồi mày cười tủm tỉm? Mày có bồ phải không? Bữa nào rồi dắt thằng ấy về tao coi mắt coi. Thời buổi bây giờ làm gì mà có bồ? Thời buổi bây giờ là kiếm tiền chứ ai mà đi kiếm bồ bác Ba. Vậy mày tính ở giá hả? Không phải là ở giá, nhưng mà bây giờ là con phải tập trung vô để con kiếm tiền. Kiếm tiền? Dạ. Để làm móng. Tối ngày kiếm tiền là làm móng à? Đó là xu hướng mới của tụi con mà. Cái bề ngoài nó phải xinh tươi thì công việc nó mới ổn định. Tao ghẹo tụi bay đó. Tụi bay mà khám khá lên tao mừng, thấy không? Nhưng mà nói thiệt nha, mày nhìn cái gì trong điện thoại đó mà mày cười? Con nhắn tin với chị Ngọc. Ngọc nào? Hải Ngọc Việt Kiều không? Dạ đúng rồi. À, tại vì á, chị Ngọc á, trong mắt của con là con thấy chị là vừa giỏi nè, đẹp người, đẹp nết nè. Mà nhờ chị chỉ dạy cho con á, con có thể từng ngày con hoàn thiện cái bản thân của mình được. À, thật sự là chị rất là tài giỏi luôn. Bác Ba cứ nghĩ đi, mới ngoài 30 tuổi à. Mà nhà, xe, đi du lịch thì như là đi chợ vậy đó. Ăn uống thì ăn toàn là nhà hàng sang trọng không à. Tất cả những cái điều đó là con nhỏ đó nó nói cho mày nghe phải không? Trời ơi, không phải là nói đâu mà con nói thiệt với bác Ba. Hình ảnh chị gửi cho con rõ ràng luôn nè, bác Ba coi nè. Đó, bác Ba nhìn đi. Nào là hình nè, đó đi Mỹ nè. Ừ. Đó, đây, đi châu Âu nè. Bác Ba thấy không? Đó, ăn nhà hàng sang trọng không? Bác Ba thấy không? Ngồi thấy mê không? Ôi, bà này ghép hình vô như chơi chứ gì. Trời ơi, ở đâu mà ghép bác Ba? Mày không tin hả? Bây giờ nó ghép siêu đẳng luôn. Cái này là bị chụp chị gửi cho con mà. Thậm chí chị đi chơi ở đâu chị cũng gọi nói chuyện với con mà. Con nhìn thấy mặt mày luôn mà. Thôi bây giờ bác Ba nói cho con nghe nè. Người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con cẩn thận đó. Bác Ba cứ hay đa nghi. Bây giờ con hỏi bác Ba nè. Con có đem được lợi ích gì cho người ta đâu? Người ta thương con thì người ta giúp con thôi. Chứ con có cho người ta được cái gì đâu bác Ba. Ừ, hiểu rồi. Nhưng bác Ba khuyên con vậy như không? Thời gian rảnh đừng có đu trend theo cái này. Cái này thì chị cũng chỉ con đó. Chị nói bây giờ cái xu hướng mình phải làm mới mẻ cái con người của mình. Nhưng mà đi ra đường phải gây cái sự chú ý cho người ta đối với mình liền. À, giống như bác Ba thân, bác Ba vừa ngồi xuống bác Ba chú ý tới bộ móng con liền. À, thấy không? Nhưng mà giờ nè, thời gian mà để cho người ta chú ý á, mình tự nâng cấp cái này của mình lên nè. Tìm những cái mới mẻ, tốt đẹp để học hỏi. Chứ đừng có bắt chước người ta. Nhiều khi cái bắt chước á, nếu như nó không đúng sự thật thì coi chừng ô rồi. Nhưng sao bác Ba tự nhiên lại nói vậy? Bác Ba nói rồi,
con nhỏ này bác ba dòm nó có cái gì sai sai, nó không có thật. Bác ba có bằng chứng gì không mà bác ba nói vậy? Mày thổi bằng chứng thì bây giờ tao không có bằng chứng, thấy không? Tao chỉ nói cái cảm nhận tao thôi. Mày muốn tìm bằng chứng thì mày làm thinh nha. Mày đừng có để ý gì chuyện hết. Mày đừng nói gì với nó hết. Từ từ mẹ đem bằng chứng về cho mày. Được không? Đi vô đây. Ai tới ngồi vào kìa. Cái gì đó ngã tao là mày liệu hồn nha. Nhà thuê tao cũng đốt. Dạ, dạ, em biết rồi. Chị đừng đốt. Mày liệu hồn mày đó. Dạ. Về. Chị đi thông thả nha chị. Mày thấy chưa? Tao nói thiệt hả? Tao nói dốc mày. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Bây giờ nó nợ hả? Tao nói thiệt mày, không phải có hai người đó đâu. Ba, bốn tốp lận rồi. Sao mà con thấy chị giàu lắm mà. Sao tự nhiên người nợ vậy? Con không tin đâu, hay là có hiểu lầm gì không mất ba? Trời đất ơi, có con này. Tới nước này mà mày không tin phải không? Tao kể cho mày nghe vụ này luôn nè. Dạ, bác ba làm ăn với con á là chỉ có lời. Bác ba chỉ cần bỏ ra xíu vốn thôi à, là bác ba nhận lại lãi nhiều lắm. Nhiều phần trăm? Dạ, thí dụ như con bán, con lấy cho người ta là hả 20%, còn hả con chia đôi với bác ba. Được không bác ba? Với lại bác ba yên tâm, hàng của con là lấy từ nước ngoài lấy về, nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm bán chạy. Bác ba thấy không, Tuyết kế nhà bác ba đó, nó cũng đang hồng hạp làm ăn với con đó. Cái vấn đề này tôi nghe cô trình bày thì tôi thấy cũng có lợi, có lý. Để tôi coi coi. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không có vốn nặng để mà làm ăn với cô. Bác ba giỡn hoài. Bác ba hả, ruồng dựng bao la, làm gì không có tiền. Bác ba chỉ cần bán 1-2 công đất thôi là bác ba đủ tiền làm ăn với con rồi. Bác ba thấy không, giờ con nè, nè nè nè. Đó, bác ba thấy gì không? Cái túi. Túi thì đúng là túi rồi, nhưng mà cái này là da cá sấu. Da cá sấu thiệt đó bác ba. Con mua từ ở bên Châu Phi về đó. Cá sấu hàng hiếm. Hàng hiếm là sao? Người ta là cá sấu cái gì? Da nâu, da gì đó không biết. Còn con là cái da cá sấu hồng tạng. Bác ba thấy ghê chưa? À, hồi nào giờ tôi nghe nói cá sấu bạch tạng. Hồng tạng này là tôi chưa thấy nha. Giờ bác ba thấy rồi đó. Cái vỏ này nhiêu hả cô? 50.000 đô. Bác ba thấy ghê chưa? 50.000 đô. Đó, tao còn nghe má mày nói là nó qua nó tính rủ mày hùng hạp, rồi mày a tầm phù, mày đòi phải có tiền có bạc, mày hùng hạp với nó mần ăn. Rồi bây giờ á, mày thấy ớn chưa? Tại chị nói với con chỉ giàu, chị chỉ cho con đủ thứ cách làm giàu hết trơn á, nên con mới tin chị. Trời ơi, sao tụi bay nhẹ dạ quá. Con hiền lành từ đó tới giờ con có biết gì đâu. Mà mày sao cũng ngộ nha. Sao mày tin ai, cái mày tin Thúy ớn luôn nha. Trời ơi. Không phải tin mà con thần tượng nữa đó. Đúng rồi. Mày tin đến mức độ mà thần tượng, mà thần tượng một cách quá đáng. Tao phải nói là mù quáng luôn, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ á, mày đưa nó tiền. Dạ. Rồi bây giờ mày thấy người ta lợi, người ta đòi không? Số tiền của nó mượn không phải một mình con đâu, mà rất nhiều người. Giờ tiền đâu nó trả? Rồi tiền đâu bây giờ mày có lại, mày ta nói mày nói tao nghe coi. Đáng đời mày chưa? Mày hiểu chưa? Chị Tóp thi à? Trời ơi. Ừ, đất ơi. Hết hồn hết vía. Bịch đồ y. Tới nữa chứ. Tới hả? Tới đây nè. Chị định đi đâu? Chị định đi trốn nợ nữa hả? À, chị đâu có đi trốn nợ đâu. Còn phải hỏi nữa. Cái mặt này là cái mặt trốn nợ nè. Bây giờ thiếu tiền của con nhỏ cháu tôi, trả hết cho nó. Trả. À, bác làm con sợ quá. À, để chị từ từ chị trả được không? Sao chị nói chị giàu lắm mà. Chị chỉ tôi đủ cách làm giàu hết trơn á. Rồi giờ chị lại vậy. Thì chị phải nói với cưng vậy. Chị mới đi xin tiền đầu tư với người ta được chứ. Vậy bây giờ chị trả lại cho tôi mấy chục triệu đi. Tiền đầu tư của tôi đó. Từ từ chị trả được không? Chứ giờ chị chưa có tiền. Trả sao được mà trả. Trời ơi, cái danh sách mà nó nợ hả? Dài còn hơn cái sớ táo quân nữa. Bác ba. Nhỏ này thứ mấy chục? Nói đại đi. 20. Đó,
Thấy không? Bác ba ơi, vậy là con thần tượng lầm người rồi hả bác ba? Mày cứ dòm mặt bắt hình dâm, thấy không? Người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dòm vẻ bề ngoài, nói ăn đồ sang trọng, ha, đi xe hơi, rồi mặc đồ hiệu, rồi livestream nhà hàng nổi tiếng. Cái mày thấy như vậy, cái mày đưa tiền cho người ta, rồi mày coi người ta giống như là thần tượng, ha, mù quáng. Bây giờ tính sao? Tính sao? Bây giờ tính chuồn hả? Dạ con đâu có chuồn đâu bác ba. Không chuồn sao mà đem hành lý đi đâu đó hả? Dạ. Đi đâu? Dạ con đi ra kia. Ra kia là gì? Tôi nói cho cô biết nè, con chuồn không có được đâu, con trốn không có được đâu. Móc điện thoại ra chụp hình đó. À, dạ thôi mà. Mày không chụp, tao chụp. Thôi mà bác ba, con năn nỉ bác ba mà, để từ từ con trả. Con đâu có giật luôn đâu bác ba. Con thề đi. Con thề luôn á. Thề sao? Con mà không trả tiền cho chị và mọi người là con sao? Con trốn nợ. Vẫn có mặt biết thề không được rồi. Cái lời thề này hả là kêu lời nói gió bay, thấy không? Mày đừng có tin nó. Bây giờ móc điện thoại ra. Thôi, không chụp tao ba. Chụp. Thôi, tao chụp ba. Hình con nhỏ này thôi, xong xuôi rồi, tao sẽ đưa lên trên mạng, biết chị không? Để cho mọi người biết cái mặt cô mà đừng bao giờ nghe lời cô dụ dỗ mà tiền mất tật mang. Nhưng mà chị á, lỡ lần này thôi, sửa sai đi nha. Đừng có làm những cái chuyện như vậy nữa. Rồi chị biết rồi, chị hứa là chị sẽ trả tiền cho cưng. Nhưng mà cưng để cho chị từ từ, con hứa là con trả mà. Tôi nói thiệt với cô nha, muốn giàu phải không? Tự mình lao động, tự mình suy nghĩ, mình mần ăn chân chín, mình có đồng tiền nha, mình sắm sửa, mình không có lương gạt ai, cái đó mới bền bỉ. Rồi bây giờ con nói bác ba nghe, con xin lỗi bác ba luôn, tại con đi tin lầm người như vậy, con thần tượng người như vậy. Mai mốt con không có vậy nữa đâu. Thôi bây giờ không có nói nhiều, đưa nhỏ lên công an, làm giấy cam kết, có tao làm chứng rõ ràng, nó hứa nó trả thì nó phải trả, còn nó không trả thì nó chịu tội trước pháp luật. Bác ba, thôi con năn nỉ bác ba mà, bác ba tha cho con đi, đưa lên công an là chết con luôn á. Ủa, cô biết cái đó là sai, tại sao cô dám làm, hả? Thôi, bây giờ tôi cũng không có nói gì nữa đâu, lỡ xui rồi thì tôi bỏ, nhưng đây là một bài học cho chị á. Mai mốt chị đừng có hành động như vậy nữa, đừng có lừa gạt người ta nữa, không có tốt đâu. Con đi về với nhà bác ba, con về con xin lỗi má con á. Má ơi, cô không có chạy được đâu. Tôi nói cho cô biết, liệu mà trả nợ cho người ta, làm ăn cho tử tế thì cái đó mới tồn tại. Còn giả dối ha, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ dính tới cái dòng lao lý và pháp luật. Hay quá Tùng. Dạ. Hồi sáng này á, thiệt sự mà nói á, nhận chiếc xe đạp thấy một tí nó vui lắm. Tự đi học gì đâu mà đi tới 7 cây số, đúng không? Dạ. 7 cây số mà mày tính đi, 7 cây số mà ngày nào đi 7 cây về 7 cây 14 cây. Bây giờ có chiếc xe đạp rồi, coi như làm chân làm cẳng cho nó đi. Mà tao nói nó học giỏi thấy thương quá. Dạ. Dạ, không có gì đâu bác. Tại vì là xe của em con nó để nhà nó không có xài tới. Mà con thấy thằng Tý thì nó lại không có để đi. Mà phải công nhận nha bác, thằng Tý học giỏi thiệt. Đạt danh hiệu học sinh giỏi 7 năm liền. Thì đó. Con vừa thương mà vừa nể nó nữa bác. Con nít mà siêng năng, học giỏi, có cái phương tiện đi học để nó còn phấn đấu nữa. Dạ. Thấy mừng quá trời. Nhưng mà không phải mình nó đâu. Dạ. Cũng còn nhiều đứa lắm. Bác ở đây bác vận động con đi tìm hiểu, rồi vận động thêm số người giúp đỡ tiếp mấy đứa mà nó học giỏi mà nó có hoàn cảnh khó khăn nghe không? Dạ, con cũng sẽ cố gắng vận động người quen, họ hàng, bạn bè của con nữa coi sao để giúp đỡ cho thằng Tý với là những hoàn cảnh giống vậy nữa. Dạ. Hôm về bác ơi. Hả? Dạ. Hồi đó coi kể nghe chuyện này vui lắm chứ. Sáng này đi lên trên phường, trời ơi làm thứ ghê lắm bảy. Bảy biết ha, tặng xe tặng đồ, trời ơi tưởng gì tặng xe đạp cũ, trời ơi bảy ơi mắc cỡ, trời ơi, tôi mắc cỡ. Tại vì bảy biết sao không? Thay vì người ta tặng thì người ta tặng xe mới đi đúng không? Tặng thì tặng xe mới hay là tặng xe máy hay là xe điện này nọ. Trời đất ơi, tưởng gì tặng xe đạp cũ. Mà trời ơi hô hào, trời ơi làm như mình là làm một cái điều gì đó gọi là hoành tráng lệ lắm vậy đó. Trời ơi tôi mắc cười muốn chết luôn bà Bảy ơi. Trời ơi. Ê, con khoai lang Duyên Ngọc kia. Khoan, có người kêu tôi khoai lang Duyên Ngọc rồi, để tôi gọi lại bà Bảy sau nha. Để tôi chút xíu tôi gọi lại. Mới nói gì vậy? Sao tự nhiên rồi bác ba kêu con khoai lang Duyên Ngọc? Thì bây giờ không có, mày phải mặc màu hường không?
không phải màu tím qua băng xe. Trời ơi, màu tím tình yêu, tím cả đời chờ. Nhiều chuyện không có chờ được ai đâu. Trời ơi, mày bỏ cái tánh này đi ha, mới có người để ý mày. Còn mày hả, cái miệng mày tép lặn tép lội, mày lên đâu chỗ nào lát không có chữ lộn trơn rồi. Trời đất ơi, bác ba tự nhiên đứng giữa đường giữa sáng, bác ba nói con vậy, bác ba coi được không? Không có mắc mớ gì tao nói, nhưng mà tao ghét về cái vụ mày. Của ít lòng nhiều, người ta cho chiếc xe đạp tự nhiên mày bình luận vậy nè, về tới đây mày chê. Biết ai cho không? Ai cho? Đó. Thì đứng đây luôn nè. Ờ. Thì sẵn đứng đây thì con nói luôn. Ờ, vậy với mày cho được cái gì? Tính con ăn ngay nói thẳng lắm. Ờ. Trời ơi, thí dụ bây giờ muốn cho đi thì cho nguyên chiếc xe mới đi. Thí dụ như là bây giờ cho chiếc xe máy đi, hay là cho chiếc xe điện đi. Thôi cho chiếc xe đạp. Mà nhỏ đạp từ nhà đi lại trường học 7 cây số, đạp tới làng nhỏ khỏi học luôn. Vậy thì giờ mày tài trợ cho chiếc xe đạp điện hoặc chiếc xe gắn máy đi. Ai kêu? Mày. Ai nói? Mày. Ở đâu ra? Mày mới nói. Trời ơi, con làm gì có điều kiện. Trời đất ơi, con chỉ nói lên cái ý kiến của con. Nếu như mà con có tiền, con sẽ làm như vậy. À. Còn không thì thôi. Chứ con đâu có điều kiện đâu, tự nhiên không. Mày không có tiền thôi, mày đừng có xía vô cái chuyện người ta cho. Ủa, con có quyền bình luận chứ. Bình luận sao? Con thấy cái gì thì con phải lên tiếng chứ. Trời đất ơi, ơi cái con khoai lang Duy Ngọc kia, cái con này thôi bác ba ơi, mình đừng có để ý bác ba, thôi giờ mình về đi. Mình không kể được, kể không sao. Bực mình dễ sợ luôn á. Nó không cho mà nó còn đi nói xấu người ta nữa. Bác ba ơi! Bác ba! Bác ba có nhà không? Trời ơi, sao ngồi đó mà con kêu hoài không lên tiếng vậy? Đang coi cải lương. Coi gì vậy? Ai đóng vậy? Tài danh Tân Cổ. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm nha, con cũng theo dõi dữ trời lắm luôn á. Có cái chị đó chỉ làm MC, chỉ giống con, ai cũng nói cái mặt chỉ giống con hết trơn rồi. Giống mày hả? Thì giống. Người ta bự con hơn mày. Trời ơi, chưa gì nói người ta bự con mày. Có biết đâu người ta lên sân khấu, người ta mang dài, mang guốc lên. Còn con đơn giản mộc mạc. Mới đi làm móng tay. Này có cái chị đó trên thành phố chỉ về, chỉ mang mấy cái hộp gì đó, chị đó gắn trên cái vành tay đó đẹp lắm. Con gắn một đống vậy, con không biết con về nhà con làm gì luôn. Mày làm móng tay mà mày gắn vậy, bữa mày để mày quào ai hả? Ai mà biết, bà dán cho con vậy đó, con nói trời đất ơi. Rồi bây giờ vậy rồi làm sao mình nấu ăn nấu nước, rồi làm sao rửa chén rửa đồ đó. Trời ơi, như vậy là bí quyết để cho chồng đừng có sai. Cái gì cứ nói là có bàn tay như vậy nè, không có làm gì được hết trơn, là ở không, không cần phải làm gì hết. Sao rồi không? Bác ba khỏe không? Ừ, qua đây mà hỏi tao khỏe không chị, nhà sát bên mà hỏi chi vậy? Trời, chết con quên. Con nói mà con mượn chứ bác ba có cái chai dầu không? Dầu gì? Dầu gió hay dầu xanh, dầu gì cũng được hết trơn á. Chi vậy? Tại vì con đi sẹt ngang về rồi sẵn rồi con ghé vô đây, tại vì gần đây nè, con khỏi chạy ra nhà thuốc cho con mượn chai dầu đi. Mà mày bị cái gì mày mượn dầu? Con nói sao? Đi làm ơn đi chứ con mượn chai dầu lẻ lên. Tương tự. Ôi là trời. Rồi. Đừng nói bỏ trong nhà nha. À. Ủa, trời ơi, cái này hột quẹt mà. Hột quẹt, từ từ. Hột quẹt để làm gì bỏ người vậy? Hột quẹt, nhiều khi tối không thấy đường đó thì bà hột quẹt đi, mình già cả mà. Đúng rồi, chứ đừng có hút thuốc nha. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe, là ảnh hưởng phổi đó nha. Đâu ta? Đó. Đúng rồi, cảm ơn bác ba nha. Có gì con trả sao nha, con có chuyện quan trọng con đi nha. Ở đó ngồi đi, không làm gì làm đi nha. Con đi nha. Ủa, nó làm gì mà mượn dầu gió xanh ta? Dầu đâu mất tiêu rồi trời. Thiệt tình. Bác ba. Bác ơi, còn có chuyện quan trọng muốn nói bác ba nghe nè. Thôi mày ngồi xuống đi, rồi mày bình tĩnh, mày uống một ly nước đi. Nhưng mà bác ba phải thiệt hết sức là bình tĩnh nha. Ừ. Không được hốt hoảng nha. Ừ. Phải thiệt bình thản nha. Ừ. Trời đất ơi, mày dặn tao ba thứ đó mà tao thấy mày không á. Bác ba đọc lớn cái số tiền trong điện thoại của con đi. Đọc đi bác. 10 triệu. 10 triệu đúng không? Ừ. Bác biết cái số tiền này ở đâu ra không? Đâu? Để con uống miếng nước rồi đó. Uống gì? Mày đừng nói mày mượn cái tụi cho vay nặng lãi nha. Cái gì vậy? Ừ. Đúng rồi phải không? Không phải. Đúng rồi phải không? Trời đất ơi, tao nói cho mày nghe, mày mượn cái đám là mày chết mày đó. Thôi không có phải. Đây là số tiền cho thằng Tí học đại học đó bác. Hả? 10 triệu cho thằng Tí học đại học. Thằng Tí năm nay học lớp 12. Vậy là có 10 triệu này thì nó có để mà nó học đại học rồi. Đúng rồi bác. Ý vậy tốt quá. Nhưng mà tiền này đâu có à? Để anh kể bác nghe chuyện là vậy. Anh Dũng á là người quen thân của con. Ừ. Anh làm ăn khá giả dữ lắm. Ừ. Anh nghe tin con vận động cho học sinh nghèo hiếu học đó. Ừ.
anh gửi liền cho con 10 triệu luôn. Đó, bác thấy chưa? Giờ con nhờ bác ba giữ giùm cái số tiền này. Khi nào mà thằng Tiến học đại học á thì bác đóng cho nó nha. Được, chuyện đó thì tao già lãnh cho ha. 10 triệu. Ôi ơi. Bác ba! Chưa bao giờ mà con kêu mà bác ba lên tiếng một cái cho con đừng kêu nữa thiệt á. Kêu làm chi? Lên tiếng làm chi? Thấy không? Tối rồi mày qua đây làm chi vậy? Hôm qua con trả đồ. Trả gì? Mình mượn đồ thì mình phải trả đồ đàng hoàng chứ. Mày mượn tao gì? Con mượn bác ba chai dầu hôm bữa, bác ba nhớ không? Bữa nay con trả lại bác ba chai dầu mới nè. Mèn đét ơi, mới đi hả trời? Mày xài hơn phân nửa mà mới. Thì cũ của bác ba mà mới của con. Thì con nói vậy thôi. Trời đất ơi. Rồi thôi bây giờ bác ba với lại Tùng ngồi chơi nha. Chị đi qua bà Bảy một cái. Qua bà Bảy làm chi vậy? Ủa con chưa kể bác ba nghe luôn hả? Vụ gì? Trời đất ơi quên. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Con kể bác ba nghe. Bảy sao? Cái bữa mà con qua bên đây gấp rút mà con mượn cái chai dầu này nè. Đó là con chạy qua bên bà Bảy. Trời ơi bà bị trúng gió. Trời đất ơi cũng hên mày ha. Dạ. Chai dầu này cũng làm phước được rồi. Thì đó. Vậy là bà trúng gió. Dạ trúng gió. Hôm nay bà khỏe chưa? Thì người ta nói là bị giếm với là tay biến nhẹ. Rồi bây giờ hổng rày con phải qua con nấu cơm nè. Con dọn dẹp nhà nè, con phụ giúp. Mà bác ba coi cái bàn tay của con đó, nó mới làm mấy gắn mấy cái hộp vô được có mấy ngày. Con qua con sàn, con nấu cơm, con dọn dẹp riết rụng hộp con hết trơn hết trội rồi. Rồi giờ chuẩn bị đi qua để nhổ mạ giùm bả nữa, chắc con dục hai mấy cái móng của con luôn quá. Cái bàn tay này mày xuống nhổ mạ rồi xin chú trọng, mày ngồi mày ngày, mày cãi cả tháng. Chị này, sao mà không cho em biết để em đem ít trái cây qua thăm bà Bảy. Trời ơi thì bây giờ lúc đó gấp rút quá chị đâu có nhớ rồi nói cho ai nghe đâu. Thì chạy qua mượn bác ba chạy dầu rồi chạy qua lo cho bả tới giờ đó. Đi thăm bà Bảy hả? Dạ. Tao cũng tính đi mà tao ngại. Làm gì ngại bác ba? Trời ơi đi thăm bả rồi cũng phải có quà cáp chứ không phải đi mình ên. Cũng phải hộp sữa rồi trái ít trái cây. Con thấy bác ba lo xa mấy chuyện đúng không? Sao? Tại vì cơ bản một điều mình là chòm sớm là thăm tình đúng không? Ông bà người ta có cái câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Rồi sao? Thì bây giờ bác ba nghĩ đi. Con nghĩ bác ba mà qua bà Bảy ba mừng muốn chết. Cái giá trị của cái thâm tình, cái giá trị của cái tình nghĩa nó hơn biết bao nhiêu lần cái giá trị vật chất bác ba biết không? Mày có nhớ cái vụ mà thằng Tùng nó tặng chiếc xe đạp cho người ta không? Nhớ không à? Nhớ không? Không nhớ người ta nói luôn cho nghe. Ủa sao mặt mày đơ hả? Lấy móng che lại đi con. Trời ơi, chiếc xe đạp người ta tặng là tại vì thằng nhỏ là thằng gì tên gì? Thằng Tý. Thằng Tý nó đi học từ nhà nó tới trường 7 cây số, người ta thấy vậy người ta mới tặng cho chiếc xe đạp nó đi. Trời ơi của ít lòng nhiều vậy mà không biết mấy cái mỏ nào dòm cái xe đạp chê. Trời ơi chê tụi nó chê thậm tệ nào nào thì mày chứ ai để tao nói cho nó biết. Thấy không, người ta tặng là tấm lòng. Thấy không, mày có tặng được người ta gì không? Mày có tặng được cho nó cái gì không? Ta cho chiếc xe đạp mày đặt nó tới nó lui mắc mệt khoe đi mày, mở điện thoại lên cho nó coi. Thôi được rồi bác, mở lên nhìn vô con cái điện thoại đi, nhìn vô thấy gì không? 10 triệu. Mà 10 triệu làm gì? Cho con nhỏ học đại học. Trời ơi, thằng Tý nó mới học có lớp 12 à, mà bác ba làm cái gì mà lo xa quá trời không biết nữa thiệt. Nó học giỏi bây giờ nó có 10 triệu làm bổi ha chi, qua năm vô đại học có tiền đóng học đại học, người ta tính là ta tính trước. Hiểu không? Ê, nhưng mà nó nghe nè Tùng, ở đâu em có nhiều tiền vậy? Thôi đừng nói trúng số nha. Hay là anh Thường Quân hả, sao không giới thiệu giùm chị với? Ủa vậy là mày tính kiếm tiền tài trợ hả? Giống như Tí hả, tài trợ để mày làm móng hả? Ngày mai cặp móng người ta hoài luôn á, thì giờ con đã biết là cái chuyện đó là con sai rồi. Cái chuyện hôm bữa thì thôi bỏ qua đi với bác ba, sao hay nhớ dai quá à. Mai mốt mà không nói vậy nữa thì con cũng mừng cho một tí chứ con có nói gì nữa đâu. Vậy là hôm nay mày biết được cái điều tốt của người ta làm rồi ha. Đây là sẵn người ta nói cho mày nghe luôn nè. Con là lớn rồi, nói cái gì cũng phải để cho người ta kêu người ta nể, thấy không? Chứ mày đừng bà chả bà chẹt, mày đừng có hùa theo người ta rồi mày chê bai. Của ít lòng nhiều, mình giúp vô tư, mình giúp mình không có cần phải quảng cáo. Không, mày cũng hay chê người ta lắm, tao nói thẳng mày vậy đó. Thật thì con biết lỗi rồi, bắt ba khịa con hoài à. Thì sẵn đây sao? Chị cũng xin lỗi Tùng cái vụ đó luôn, thôi đừng giận chị nha. Nhưng mà bây giờ á, mày hứa với tao là mày không bao giờ tái phạm cái vụ này nữa. Hứa ha, tao nói vậy đó. Tao nói chừng nào mà mấy cái móng mình nó văng ra đi.
Ôi, chọc sao? Đó. Bây giờ đi qua thăm bà Bảy chứ đi đâu mà còn hỏi nữa. Vậy bắt ba với Tùng có đi không thì đi theo con luôn. Đi. Rồi đi. Đi. Trời ơi. Tức chị giàu vô. Ờ, thâu sách bà Bảy luôn, cho bà Bảy xài luôn. Đi luôn đi, đi theo con. Hôm nay thời tiết khí hậu trong lành, trời quang mây tạnh, đường xá đẹp đẽ. Vừa mới nói đường xá đẹp đẽ xong, đứa nào vô ý thức có bịch rác chút xíu à mà cũng không đi bỏ, dục giữa đường vậy. Ý. Ý. Mày làm gì hả Khánh? Dạ. À. À. Đi đâu vậy? Thì đi công chuyện. Trời, mày làm gì á trời? Mày làm gì á Khánh? Dạ. Hả? Tại lâu quá mình hàng xóm với nhau mà không có gặp. Con thấy tình cảm của bác cháu mình nó lợt lạc, cho nên con chạy về cho mồ hôi nó tươm ra, con ôm bác cho nó mặn mạ xíu. Tao tưởng mày nay mày không được bình thường chứ. Bình thường mà. Bình thường cái gì thì tự nhiên mỗi lần gặp tao đâu có phải là tay bắt mặt mừng dữ vậy. Tại dạo này coi tivi á, thấy mấy người đang gặp nhau thì hay ôm ôm vậy cho nó tình cảm. Bác ba đi về đi. Ủa tự nhiên mày kêu tao đi về là sao? Vậy chứ bác ba đi đâu? Tao đi sớm. À vậy hả, không phải đi về hả? Không. À vậy đi đường này đi. Tao đâu có đi đường này. Tao đi đường này nè. Ê khoan. Đừng có đi đường bên trong. Lớn tuổi rồi, chân yếu, chợt té xuống đây một cái mang quả nữa. Bây giờ bác ba có coi bóng đá không? Người ta hay làm mấy động tác thừa cồng kềnh á, bác ba với bộ đánh vòng vòng qua bên này cái đi luôn. Đi về cho nó an toàn. Tao đi đâu rồi tao đi, chuyện của tao. Tự nhiên mày hướng dẫn mày lại mày ôm rồi mày thế này thế kia, tao thấy mày nay mày ngộ lắm. Ê, có khi nào mày rớt đồ ở dưới đây rồi mày bị gì không? Không có, làm gì có. Bác ba rảnh không? Chi vậy? Còn bác ba chơi cò cò. Con lấy gì này con vẽ cò cò con bác ba chơi. Trở về thời thơ ấu, chơi cho tình cảm nó mặn nồng. Trời đất ơi, tao mày đâu phải con gái đâu mà chơi cò cò. Trời đất ơi, mày tính rủ tao chơi nhảy dây lần lát banh đũa luôn hả mày? Vậy con trai giờ chơi tù xì bác ba. Ai thua là phải nghe lời người kia bác ba chơi không? À, mày muốn chơi tù xì phải không? Dạ. À, quảnh tù tì chứ vậy. Đúng rồi. Ai thua là mình đi về liền, không có mà cù cưa ở đây nắng. Thằng này bữa nay tôi nghi chắc nó có cái gì nè. Thử coi. Rồi. Thì ha. 1, 2, 3. Ai đâu? Con kỳ vậy? Thì thua bị đánh đó. Chuyện cái chuyện bình thường. Chứ không lẽ chơi ăn thun, ăn hình hồi xưa hả mày? Thôi bác ba đi về, bác ba chơi cọc quá. Tự nhiên tù xì thắng người ta cái quýnh người ta. Đau quá. Giờ không biết đi hướng nào phải không? Mất phương hướng phải không? Không phải. Nãy từ đó quẹo là quẹo đây nè, còn không là quẹo kia kìa, quẹo đây là xuống sông. Bữa nay tao thấy mày lạ lắm. Kệ con đi, đừng quan tâm. Dạ. Mày có gì ở đây không mà từ xa tự nhiên cái mày đứng đây là sao? À, mày hẹn hò bồ bịch phải không? Thôi vậy nha. Phải không? Không có à. Tao dồn cái mặt mày tao nghi lắm nha mày. Ờ. Thôi, tao đi. Cái thằng này nó làm cái gì vậy trời? Hèn chi hồi nãy đứng đây. Coi coi nó làm gì nè. Nhạc gì đâu vào cái nhà nó hát tối ngày sáng đêm. Đâu rồi hát con cái gì ơi. Đó? Ủa? Tám, mày làm cái gì vậy? Con Ngọc nó mất rồi anh ơi. Hả? Con Ngọc nó mất. Mất rồi. Nè, chứ tao mới thấy nó còn cười giỡn, nó khoái chí, nó nói là nó chuẩn bị nó lên thành phố, nó học đại học mà mày nói nó mất. Sao nó mất? Mới hồi sáng này, em đi từ ngoài tiệm về, về tới đây nghe tin mất rồi. Trời đất ơi, thôi được rồi, thôi đừng khóc nữa. Thôi gì lo hậu sự rồi, có gì lát tao chạy qua. Nha. Anh nói cái gì vậy? Thì mày mới nói con Ngọc, con mày mất. Ôi, không phải, em buồn, em nói sai. Tiền. Mày mất tiền thì nói mất tiền. Miệng mày mới nói là tao còn hết hồn nữa nè. Trời ơi, em buồn, em rối rắm, em nói sai. Em đi bán vàng định là đóng tiền học với con Ngọc mà không ngờ là cái túi giày mà em không hay rớt. Trời đất ơi, cái túi nó lủng rồi mà không hay. Mà cái đoạn đường này ngộ ha.
Sáng mơ tới giờ tao thấy toàn là chuyện bất ổn không à. Mất hết bao nhiêu? Mất hết mấy triệu đóng tiền học phí cho con nhỏ. Mèn đét ơi, tiền cho con đi học mà sao tâm lơ tâm lất. Không được rồi, bây giờ mày về nhà đi. Tao đi lại đây chút xíu, có gì tao qua nhà tao cho hay. Đi đi, thiệt tình. Khánh ơi, có nhà không bay? Khánh, đi đâu mất rồi trời? Ủa, vợ thằng Khánh, mày làm gì vậy? Mày làm gì mày khóc? Bác bà mới qua, bác bà. Ừ, mà chuyện gì mà mày đứng mày khóc? Chuyện gì? Bác bà ơi, con khổ quá. Mà chuyện gì mày đầu dây mối nhợ sao mày nói tao nghe coi, vụ gì mày mày khóc? Con tức. Tức gì? Sáng nay con ra chợ con mượn tiền. Con mượn được một chỉ vàng. Con chưa kịp bán, giờ con làm rớt mất tiêu cái bóp với chị về luôn rồi bác ba. Trời đất ơi, tiền không có đi mượn người ta mà tâm lơ tâm đất để mất chị vàng. Trời đất ơi, giờ khóc. Thôi thôi thôi, nín đi. Chồng mày có nhà không? Anh có trong nhà bà bác. Ai vậy? Tao nè. Sao bác ba kiếm con chi nữa vậy? Tao nói cho mày biết nó mất tiền mất vàng gì nè, giờ nó bù lu bù lo đó. Trời đất ơi, cái đầu óc lơ đỉnh để đâu trên trời trên mây không mà. Có tiền cũng không biết giữ để mất nữa. Rồi mất ở đâu? Em không biết. Anh ơi, nhưng mà giờ mất tiền rồi. Lấy tiền đâu đóng tiền viện phí cho thằng Dũng đi anh. Người con ơi là con. Thôi đi vô nhà đi, nhiều khi để quên đâu trong nhà, tôi vô tôi tìm cho. Em đi lên chợ mượn tiền mà sao có cái chuyện cái bóp ở trong nhà được. Thôi anh để em đi bộ lên chợ em coi, em kiếm coi. Biết đâu mà kiếm, cứ đi vô nhà kiếm ở trong nhà trước đi, rồi rồi mình đi ra ngoài đường mình kiếm sao. Bác ba về đi, về đi, cái chuyện vợ chồng con mất tiền thì tự con tìm, không sao, không có liên quan gì tới bác ba đâu nghe. Bác ba dạ về. Sao vậy, không về mà đi vô vậy? Ta không có về. Gì kỳ vậy? Ta ở đây tôi coi cái chuyện này nó tiếp diễn làm sao. Thì nó mất rồi mình đi tìm thôi chứ có gì đâu mà bác ba phải coi nó tiếp diễn sao. Ê, tôi dòm cái mặt mày lĩnh giống như hồi sáng á, mày nhớ không? Trên đường đê đó, tao thấy ở xa cái mày suốt cái gì đó. À, lúc đó con tập đá banh. Chứ có làm gì đâu. Thiệt. Đá banh hả? Dạ. À, đá banh, thiệt không? Thiệt. À, còn nhỏ mày mất nhiêu? Con mất hết giấy tờ, viên chỉ vàng. Đó, bởi vậy ta nói cái con đường này sáng nay sao nó kỳ cục lắm. Người thì mất tiền, người thì mất vàng. Thôi kệ, của đi thay người đi, mình cứ nghĩ vậy cho nhẹ nhàng. Được không? Không được hả? Không. Kỳ vậy, sao vậy? Không biết nữa. Có mấy triệu thôi mà. Mấy triệu là sao? Chỉ vàng cỡ 7 triệu thôi. Ờ, cái mặt mày lĩnh lĩnh y như sáng mơ nhớ không? Sao cứ nhắc hồi sáng hoài vậy? Thì sáng mơ mày ngộ lắm. Khánh. Dạ. Có chuyện gì nói bác nghe không cơ? Chắc không đâu. Không có gì đâu. Thôi, chắc phải đi giúp vợ đi tìm tiền thôi. À, vậy đi tìm tiền hả? Vậy mày chở vợ mày đi. Bây giờ mình lấy xe cái mình chở mình đi ra ngoài đường á, mình suy nghĩ lại cái mình rớt cái khúc nào cái mình đi tìm ha. Anh, em có điện thoại. Nghe đây. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Tôi là Hạnh đây. Thiệt hả chị? Trời ơi. Được rồi. Tôi cảm ơn chị nhiều nha. Chị đợi chút xíu đi. Tôi chạy lên liền. Dạ. Có người lụm được rồi hả? Anh ơi, tốt quá à. Ở trên chợ có cái chị đó. Chị lụm được tiền của em rồi. Bây giờ á, em mới chạy lên chợ. Thôi, khỏi nói nhiều, tôi hiểu rồi. Đi lấy xe đi. Đúng đi. Rồi. Dạ. Mày để cho con vợ mày đi, mày ở đây. Được rồi, anh ở lại nói chuyện với bác ba. Em đi mình được rồi. Mày đi, để đi nha. Dạ, con đi với bác ba. Đi con, đi em đi, con. Em đi nha, em đi. Phải để anh chở đi chứ. Sao chở đi? Mày đâu có đi được. Sao vậy? Mày ở đây để mày thụ lý cái vụ này. Gì? Nghe nè. Người mà lượm hoặc nhặt được tiền của người khác đánh rơi mà không trả lại thì có thể bị phạt nhẹ đó, là phạt từ 5 triệu. Còn nặng thì có thể là ở tù. Giờ mày muốn phạt 5 triệu hay mày muốn ở tù? Sao con nghe người đời ta hay nói cái câu là lụm được của rơi tạm thời bọc túi? Ai nói? Người ta hay nói vậy. Chỉ có những kẻ tham lam mới nói kiểu đó. Giờ bác ba hỏi con nha Khánh.
Dạ. Tiền đó con biết của ai rớt không? Sao mà biết được? Bao nhiêu người qua lại, lúc đầu con thấy con tưởng rác, con định suốt, con thấy tiền, cái con nhìn qua nhìn lại không thấy ai thì con giữ thôi. Tiền bà Tám đó. Hả? Thiệt hả? Ừ. Mày nhớ hôm trước không? Mày không có tiền mà ngăn ai cho mày mượn tiền? Bà Tám. Ờ. Bà không có tiền, bà thấy mày chí thú làm ăn, bà còn dám bán bầy heo của bà lấy tiền cho mày mượn để mày mua ghe mày chạy mà. Cũng bà Tám. Ừ, bây giờ bà rớt tiền đáng lẽ mày phải trả. Đằng này mày dám mày giấu luôn mày xài là sao? Dạ con cũng nói thiệt với bác ba, lúc đó con không có biết của ai thiệt. Mà bây giờ con biết của bà Tám, tự nhiên con thấy sao con ân hận, con có lỗi, con rây rứt quá. Ừ. Chắc con phải trả lại cho bà Tám thôi. Cái lúc mà mày lượm được tiền cái mày đi á, tao thấy mày hạnh phúc lắm. Đúng không? Thì kiểu giống như lúc đó con đang kẹt tiền quá, lượm được bụp tiền, cái giống như là mình vui, con định mượn đại thôi chứ con cũng không có ý định xấu. À vậy hả? Giờ bác ba nói con nghe nè, nếu như một ngày nào đó nha. Dạ. Con là cái người rớt tiền, bác ba là cái người lượm nhặt được tiền của con. Bác bà ém bác bà xài luôn. Lúc đó bác bà vui lắm, bác xài phung phí. Bác bà đi qua đi lại dòm thấy cái mặt con bí xị. Thì lúc đó làm sao con? Nói chi xa. Mới tức thì vợ con mất tiền khóc bù lu bù loa kìa. Nếu mà mình nhặt hoặc lượm được tiền hay là của rơi, mình trả lại cho cái người mất, cái điều đó là đáng khuyến khích. Còn nếu mà mình không trả là mình vi phạm rồi đó. Còn nếu mà mình tìm không được cái người chủ nhân cái số tiền đó đó thì mình cứ nộp cho cơ quan chức năng. Người ta sẽ có bổn phận, người ta sẽ tìm lại chủ nhân, người ta trả lại cho họ. Hay quá bác ba. Hôm nay bác ba mà không có chỉ con những cái chuyện này á, có thể con phạm pháp à. Ừ. Mà khi mà bác ba nói ra những cái điều này thì con ngộ ra một cái chân lý bác ba. Ừ. Là mình có lượm được của rơi là mình cũng không được tham. Ừ. Mình phải trả cho người bị mất. Nếu không tìm được thì mình phải nhờ những người khác có trách nhiệm hơn để mình gửi lại số tiền đó. Đúng rồi. Vậy thì giờ bác ba giúp con qua bà Tám cho con gửi lại cái số tiền được không? Ủa, con nhặt được thì con qua bển con trả, thì con qua con đáp lại cái nghĩa này thì coi như là cái tình cảm của gia đình con với gia đình bà Tám là tuyệt vời. Tiền ai cũng mê, nhưng đôi lúc đừng vì đồng tiền mà đánh mất cái giá trị cốt lõi là con người tử tế. Hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Ừ. Vậy bác ba giúp con thêm một điều nữa. Cái gì? Bác ba đừng có nói cái chuyện này cho vợ con biết, con quê chết luôn. Nếu mày không trả thì tao sẽ nói cho vợ dạ mày hả? Còn mày mà trả thì tao làm thinh. Dạ dạ dạ. Vậy bác ba, coi nhà con chạy qua bà Tám liền nghe. Ừ. Tội ơn bác ba. Vậy cũng phải được. Bác ba. Dạ con chào bác ba. Bác ba đi đâu vậy bác ba? Thì đi cắt lúa, đi cắt cỏ, đi chở phân đúng không bác ba? Bác ba lớn tuổi rồi sao bác ba không ở nhà nghỉ ngơi đi? Bác ba đi làm chi cho cực vậy bác ba? Tụi bay nói xong chưa? Dạ rồi. Bay chào tao. Tao chưa có chào lại tụi bay là tụi bay nói quá trời quá đất rồi. Tao già từng tuổi này nè mà tao còn phải đi làm đó. Làm đi vận động gân cốt cho nó khỏe, kiếm được đồng ra đồng vô. Còn bay còn trẻ nè ha, còn khỏe nè, kiếm cái nghề gì làm đi, làm có đồng vô đồng ra để mà xài, ỷ lại của cải tài sản với gia đình rồi ăn xài kiểu này mới mốt á, coi chừng á tiền núi cũng lỡ á. Dễ gì bác ba có đâu vậy hả? Xa quá à. Sao mà hết được, thôi con không nói chuyện với bác ba nữa, nắng cực quá à. Bây giờ tụi con đi siêu thị, nghe nói ngoài đó đang giảm giá 50%, tranh thủ đi mua sắm. Dạ. Đi em, lẹ lẹ. Thôi tụi con đi nha bác ba. À. Bác ba cứ đi làm nghe. Dạ, bác không biết hưởng thụ thôi, ráng chịu. Mệt anh ha. Ừ. Để coi nó hưởng tới chừng nào, rồi nó thụ chừng nào. Mệt. Thả dốc. Đáng ung dung trên trời, gặp mi xanh hôm nay tới chơi. Anh hôm nay đang buồn bụng. Ây da, anh trai. Gì vậy em trai, kiếm chuyện gì vậy em trai? Kiếm chuyện gì đâu anh trai. Đi bộ mà cũng có da quẹt là sao em trai? Ủa, đường này của anh hả anh trai? Không phải đường của tôi, cũng không phải đường của em. Tôi đi đây thì em đi bên kia mắc giống gì em đụng tôi rồi em kêu tôi chi vậy? Rồi em xin lỗi được chưa? Khoan, trước khi mà bắt đầu chuyện em nói với anh nghe. Cái mà anh rõ ràng là rất là đẹp trai, mũi cao, da hồng. Em nhìn anh sắp phát tài á. Trời, ở đầu này có thần tướng số tới đây vậy? Rõ ràng.
Em là chuyên về làm số, xin giới thiệu với anh. Trời, mày bán vé số? Dạ. Mà mày nói tao tưởng mày là coi tướng số không chứ? Không giấu gì anh, em bán vé số trước giờ rất nhiều người trúng. 1.000 người ít nhất cũng phải 2-3 người trúng. Không độc đắc thì cũng khuyến khích. Có trúng độc đắc nè. Có trúng. Ê, vậy mày bán tao vài tờ coi. Vài tờ? Ừ. Không phải anh mua hết đi, kiểu gì trúng tờ. Mua hết hả? Mua hết đi. Khoan khoan chờ xíu. Phải suy nghĩ, tại số tiền đối với tao giờ lớn lắm. Ở nhà đang thất nghiệp nè, còn vô đây đi chợ thêm 2-3 ngày. Nhanh. Mày nói đúng, nhưng khoan từ từ, mua hết tao không có. Mày bán tao một cái số là có một cặp đi. 15 là 150. Bo mày 1.000. Trời ơi đẹp trai. Là coi như thành mua 16 tờ đó. Ok, chúc mừng nha. Trúng không? Xả may mắn, xả may mắn, xả may mắn. Bye bye anh. Trời ơi, nó bán cái số nhìn nó lạ thiệt chứ. Mười mấy tờ này mà trúng một cái là thời tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trời ơi, có 11 mà đếm thành 15. Lỗ 40 luôn. Anh Sao? Mua 11 tờ mà nó hối quá, đếm thành 15. Mua vé số hả? Dạ. Mua chi dữ rồi con? Mua để trúng. Trời đất ơi. Nó nói con cái mặt con hào quang tới rồi, phải mua. Nó nói mặt con hào quang tới hả Khánh? Dạ, nó nói con là thời tới rồi, trúng cả không được đâu. Trời ơi, Khánh ơi. Mà mày nghĩ sao mày mua vé số? Tại vì mình mua ít mà mình trúng là mình thành tỷ phú. Mình bỏ có 100 mấy mà mình trúng mấy chục tỷ. Không cần phải đi làm. Trời đất ơi, không cần đi làm. Ừ. Ở nhà mua vé số. Đúng rồi. Nếu trúng một cái là thành tỷ phú. Chà, giống như mình đi làm đầu tư vậy đó. Nếu bà thích hào quang thì con chia cho một tờ. Coi như là lấy lọc, lấy không? Không dám. Con thích thì con cứ để con xài đi. Chứ bác ba thì không cần. Con mua vé số thì không có phạm pháp. Đúng. Nhưng mà mua 1-2 tờ ủng hộ thì được. Mua nhiều thì cũng được. Nếu như dư giả. Còn con có dư đâu. Bày còn thiếu nợ mà. Thì biết đâu trúng. Gỡ nợ luôn, lời luôn. Còn không trúng thì sao? Thì coi như mình xui chứ may mắn đợt này. Chúc bạn may mắn đợt sau. À vậy ha. Thôi con về, con không nói chuyện với bác ba nữa đâu. Thời con tới cho bác ba một tờ. Bác ba không biết lấy. Coi như là bác ba xui gánh chịu. Con cầu xin bề trên phù hộ độ trì cho con trúng số. Chứ cuộc đời con mua vé số cả chục năm nay rồi không bao giờ trúng. Con biết là nó khó lắm, nhưng mà lần này con thành tâm khấn vái như vậy, hy vọng là cho con trúng nghe. Chứ mua hoài không trúng gầu quá. Tinh tinh. Khổ gì đâu. Cái gì vậy? Tiền đâu mà mua gà ăn sang dữ vậy? Thì hôm nay cuối tuần em luộc con gà ăn cho lẹ, nấu nướng chi cho cực chồng ha. Hưởng thụ đi. Trời đất ơi, nói chuyện mà hàng xóm nghe được chắc tưởng mình giàu dữ thần à. Không có tiền mới luộc con gà ăn, rồi có tiền ăn tới con gì? Con gì bự hơn gà? Con heo, con bò. Trời ơi, nghèo mà tưởng tượng dữ quá. Kệ, lỡ anh tưởng tượng trúng số luôn. Hồi nãy xin khấn mà quên trả lễ. Dạ, hồi nãy con quên, con lo ra quá. Con hứa nếu lần này con trúng, con sẽ cúng một con heo chà bá luôn. Ê cha. Em cũng mua mà chất quá rồi. Trời, dễ gì trúng. Vé số là dạng người mua mà có một người trúng à. Mà bán cho cả nước lận. Dễ gì nó rơi vô em. Trời, anh xin lâu lắm rồi mà còn chưa rơi vô anh nữa. Chị giờ đợi chồng em coi sao. Em ơi. Ủa. Tắt tay. Có gì đâu mà bác ba la quá trời la vậy. Mày mắc cái giống gì á, mày bị rồ ra kiểu đó rồi mấy con heo tao trong chuồng nó hết hồn nó phóng ra tao bắt mày lừa vô nha. Có mấy ai được nghe cái tiếng nẹt bô này đâu bác ba. Hiếm lắm mấy cái xóm làng này mới có chiếc xe này nha. Ôi đồ quỷ này mà làm gì mà vinh dự mà được nghe. Hiếm. Mày bán bao nhiêu giả lúa mà hốt được ngựa trời này gì à? Thời buổi này ai tính giả lúa nữa. À? Tính cây vàng. Mấy cây? 5 cây vàng. Mèn đét ơi. Giữ à. Em nhìn sơ nhà bác ba coi có thiếu gì mình sắm cho bác ba luôn em. Có tiền mà. Anh ơi, chắc là sắm nhiều lắm đó. Anh nhìn coi, tới giờ rồi còn xài bếp củi. Đúng rồi, nhà lá mà xài bếp củi là không nên. Mình sắm luôn cái máy lạnh, không có xài quạt nữa nè. Rồi mình sắm luôn cái tivi màn hình LED. Thời buổi này mình có tivi bình thường, coi được. Xây lại căn nhà cho anh. Tiền đâu có mà xây. Có. Tụi con trúng số. Trúng số. Dạ.
Thiệt không đó? Thiệt. Thiệt. Con nói thời con tới mà ba không tin. Nên là bữa nay vợ chồng con qua đây mua yến sang biếu bác ba tẩm bổ. Hả? À? Dạ. Tụi con bây giờ có một đống tiền rồi, con nói xài tới đời con này cháu của con mà không hết nữa nó chi. Vậy hả? Ừ. Đống tiền luôn hả? Đống nhiều lắm. À, ta nói cho mày nghe nha. Tiền nhiều, nó bự cỡ núi Bà Đen ha, núi Châu Thớ. Mà xài mà không có kế hoạch thì hôm mốt núi cũng lỡ, tiền muôn bạc dạng cũng rớt, cũng thua, cũng trắng tay. Vậy thôi. Thôi, thiệt á chứ. Hay là bác ba thấy tụi con giàu có, sung túc lên, rồi mày bác ba nói vậy. Mày nói vậy coi được không? Hả? Con thấy vợ con nói đúng. Đúng. Kiểu như bác ba ghen, ganh tị, thấy người có tiền của bác ba không có hài lòng. Nè, đừng có ăn nói cái kiểu đó nha. Ờ, tao coi tụi bay được đẳng cấp mấy bữa. Thôi làm ơn đi về em tôi đi. Thôi bác ba giờ khác xưa lắm rồi. Mình đi thôi, cô thư ký xinh đẹp. Đẩy cho ông chủ cái coi. Thôi, mình về đi ông chủ. Con để yến ở đây nha bác ba. Tụi con đi về. Mang về đi, tôi không có nhận. Cảm ơn. Thôi mình đi đi. Rời khỏi chỗ này là tôi mang ơn rồi. Đẩy. Vậy thôi tụi con về. Con chào bác ba. Đi xe lại cái tướng phải vậy nha bác ba. Giống này thử coi. Nay là bữa cơm đầu tiên. Mình coi coi giống mới này nó làm sao. Gạo cũng ngọt chứ. Mềm. Được. Ủa? Mày hả Khánh? Rồi hôm trước tao thấy mày đi mưa trời rồi mặc đồ xịn lắm mà bữa nay giờ mày giống như là mấy người kêu là nghèo khổ. Thôi, đừng nói từ nghèo khổ xui lắm, con giàu lại không được. Bác ba nói con là thoát giàu đi. Thoát giàu? Dạ, con thoát giàu rồi. Mày thoát hồi nào? Cũng ít hôm rồi. Sao mày không báo cho chính quyền với tao biết? Mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Trời ơi, cái lúc mà mày thoát nghèo một cái, cả xứ này ai cũng biết. Đừng có nói nữa, nghe buồn, xót, ân hận nữa. Vậy hả? Dạ. Bữa nay qua đây có chuyện gì không con? Đói quá, qua. Thứ nhất là xin ăn, thứ hai là xin ở. Hả? Nhà cửa bán sạch trả nợ hết ráo rồi. Hả? Cái này ăn được không bác ba? Được. Ý con hỏi là ăn hết luôn được không á? Đói quá, mấy ngày nay có gì đâu ăn. Vợ nó cờ bạc, xe xua, mua sắm, đồ hiệu, túi xách hiệu. Lúc con hết tiền nó cũng bỏ đi luôn. Mà công nhận nha bác ba. Sao? Con nghiệm lại rồi. Không phải là con xui, mà là do nhà của bác ba xui. Cái gì? Thằng nào giàu lên có tiền chất chiếc xe để vô y chang như rằng là nghèo lại liền, thoát giàu liền. Được đây. Đi ra khỏi nhà tao. Tao không có cho mày ăn gì hết trơn trời á. Trời đất ơi, giàu hay nghèo là do cái sự tính toán của mày đó. Trời đất ơi, mày không chí thú làm ăn ha, mày ăn chơi phung phí ha. Tao đã nói mày, tao dạy mày rồi, mày đâu có nghe. Bây giờ mày nghèo lại cái mày đổ thừa tao hả? Đi 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 ra, đi ra. Đi 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 ra khỏi nhà tao. Đi ra, đi ra, đi ra. Hả? Ý con nói vậy để cho mày mốt thằng nào có tiền là phải biết để ý, phải biết nghe lời bác ba dạy. Ủa mày bẻ lái lại là sao? Bẻ lái lại là sao? Thì hôm nay hôm qua là con cũng muốn nói cho bác ba biết là con đã nghiệm ra những cái sai trái rồi. Hồi xưa có tiền ỷ lại nghĩ là tiền núi xài kiểu gì cũng không hết. Nhưng mà bác ba con nói là núi cỡ nào nó cũng lỡ. Thì bây giờ con sẽ nói những người khác là có tiền là không có được như con. Bởi vậy tự nhiên trên trời rớt xuống tiền trúng số mà xài đổng thôi lôi ha. Mua xe mua cổ, ăn chơi nhậu nhẹt, rồi nhà cửa bán sạch, vợ con bây giờ cù bơ cù bớt. Mày cũng y vậy đó thôi chứ không có khác gì đâu. Bác ba con mới qua chồng rồi. Mày tới đây chị khỏi hỏi bác ba. Thấy cái điệu bộ lất thất đi vô đây chồng chồng là con biết thoát vào luôn rồi. Dòm là biết rồi. Em nhờ bác ba mà em biết là em sai ở đâu rồi. Em làm vợ mà không biết dung dáng nhà cửa, em còn hùa theo chồng tiêu xài quan phí nên vợ mới tan quan vậy. Thì bởi vậy lúc mà có tiền có của người khác nói không có nghe đâu. Phải chi lúc đó hai vợ chồng con nghe lời bác ba là giờ có tiền làm ăn là ngon rồi. Mày đặt chảnh rồi bắt đầu quậy phá lên. Bây giờ xa cơ thất thế qua làm phiền mắt ba nữa. Phiền quá phiền rồi. Trời đất ơi, tụi bay tao thấy bay xài. Bay không có biết kỳ cốp, bay không biết dành dụm. Thấy không? Rồi trái gió trở trời. Gặp cái lúc mà ngặt nghèo tiền đâu mà xài. Rồi tiền á. Tiền mà mình làm bằng chính mồ hôi nước mắt của mình á. Ha. Mình xài á.
mình mới biết tiết kiệm. Còn tự nhiên ở đâu mà nó rớt xuống á, ví dụ như trúng số á, à, xài cho đã cái tài thôi, đúng không? Trời đất cơ, bây giờ nó đói đến mức độ như vậy ha. Ta bây giờ ta không có nói nhiều tụi bay nữa. Bài học nào nó cũng có giá ha. Bay còn trẻ, kiếm cái nghề gì đó ha, làm sao mà để cho mình cùng tiến với xã hội. Bây giờ người ta phát triển nghề nghiệp cái gì người ta cũng cần có cái sự chuyên môn, phải có trình độ. Còn tụi bay còn trẻ mà tụi bay lười biếng, ham chơi, có tiền là xài, kêu bằng xài không kế hoạch, xài đóng thôi lôi, tiền mà nuôi cũng sẽ lỡ. Thôi bác ba đừng nói nữa, con nghe con buồn quá. Dạ, tụi con xin lỗi bác ba mà, bác ba đừng giận tụi con nữa. Vợ chồng tụi con biết lỗi rồi, tụi con xin... Bạn, sao đứng như trời trọng vậy? Nhận xét đi, thấy xe của tôi xịn chưa? Xe của bạn đẹp quá, tôi nhìn là tôi phê, tôi mê quá. Trời ơi, không mê sao được bạn. Đó kìa, trời đất ơi, từ đầu xe cho tới cuối xe chứ nha coi. Wow, bạn leo xuống, bạn leo xuống, bạn leo xuống đi. Bạn khoe xe, bạn ngồi trên, trời ơi. Bạn, sao? Nhà bạn khá giả quá. Xe chở tiền của má tôi đó. Sao vậy? Trời ơi, sao bạn bất ngờ vậy? Xe này mà chở tiền cho má của bạn hả? Đúng rồi, trời còn trong yên nữa nè. Trời ơi, trong cái yên này nữa hả? Trời ơi, sốt, xe mới mua đó. Phải, tôi thử coi ai về tay tôi đau quá, tôi sốt cái tay tôi nhưng mà tôi cũng sốt xe bạn mà. Tôi thử mà. Mới trời vậy? Ơi, đẹp trời quá. Ơi. Con kìa trời ơi. Sao? Phụt dún. Ôi, đúng rồi. Phụt dún. Và bánh mâm nữa. Đúng rồi. Trời ơi, ốc có cái gọi là cái gì nè, ốc màu sắc nữa nè. Trời ơi, tôi gắn màu tím thủy chung vô đó. Bởi vậy á, người ta đồn nói là bạn á, bạn là số 2. Ủa, tôi đọc gì mà số 2 gì nữa? Không, bạn số 1 luôn. Ôi, bạn cả hai số luôn. Bạn là tới số bạn luôn rồi. Ủa, cái gì vậy? Gì tới số như vậy? Không phải, ý tôi nói là bạn là thứ dữ đó, hiểu không? Trời, sinh ra nhà khá giả, có điều kiện, muốn làm gì làm. Mà xe này bạn độ lâu chưa? Hả? Lâu rồi đúng không? Ừ, cũng lâu rồi. Ờ, nhìn về gia đình của tôi. Sao? Buồn quá. Sao buồn, kể nghe coi. Xin mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, hồi xưa giờ mẹ làm tích bao nhiêu vốn liếng á, mẹ cho con, cho con mua một chiếc xe mới để hãnh diện với bạn bè lối xóm, với lại hãnh diện với ông. Nhưng mà mẹ tôi nói là thật sự là tiền không có đâu con ơi. Mẹ không khá giả như gia đình của người ta, là tích lũy biết bao nhiêu, xong có tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống. Trời đất ơi, cái gì mà than dữ vậy. Thôi, giờ tôi nói nghe nè, giờ không có tiền mua chiếc xe đúng không? Ờ. Trong nhà có chiếc xe cũ đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Giờ không có tiền mua xe mới thì lấy chiếc xe cũ đó mình đổ lên. Ông nghĩ sao vậy? Chê tôi phải không? Nghèo khó có chiếc xe cũ chạy suốt đời đúng không? Đâu có chê, tôi nào tôi chơi với ông đâu, trời ơi, bản thân nhau mà chơi nhau gì? Chứ ông nghĩ sao, cái tiền đổ xe là biết bao nhiêu, vàng áo là biết bao nhiêu triệu rồi, rồi xong bánh mâm, phụt rồi về. Rồi. Xe tôi mà sao rồi, mà đổ được như vậy? Tôi cho tiền đổ được chưa? Thiệt không? Cho mượn tiền chứ không cho tiền, quên nó lộn. Cho mượn tiền hả? Ờ, cho mượn tiền chứ không có rảnh có dư tiền mà cho ông đi đổ xe đâu. Ê, thôi bây giờ ông cứ ở đây ông suy nghĩ đi ha. Giờ tôi phải lượn vài vòng cho bé ghẻ yêu của tôi á, là cho nó tập thể dục. Chứ không thôi đứng lâu á nó bị thuốc gì để đệm. Không sao đâu, cái xe này có chắn gió mà không bị trúng gió được. Ok. Ờ, thôi bây giờ tôi đi nha. Cho tôi rờ, giờ chạy cho tôi rờ cái đi. Chiếc xe xịn nó hơi cứng nè, nó chắc bị thuốc đứng lâu á bị xương khớp. Bởi vậy đó, tôi ông giúp tôi cái coi. Trời đất ơi. Qua. Rồi. Rồi tôi đi nha, bye bye ông nha. Trời ơi. Con bạn sướng quá, vừa giàu có nè, vừa biết thương bạn nữa. Chỉ cho bạn cái cách mà độ xe như thế nào là đúng chuốt. Cái nhà thì bự chà bá mà qua đây ngồi cả buổi trời không thấy ai trơn trời. Đem ba trái cây này qua mà không biết chừng nào má nói với nó về. Cái thằng Đa này thiệt tình. Vô đây, vô đây. Tao tắt máy giùm tôi, ôm chùm. Đạo quá, đạo quá. Trời ơi, quê ơi. Mới có chiếc xe này hả? Dạ, con mới rửa xe mà đi tự nhiên dướng cái mương, dính giờ quá, thường quá thường. Để ba đợi con chút xíu, phải thương em nó, vì dựng chống đứng lên. Đó, thương ghê chưa? Còn chiếc xe này mới mua hả? Mua đâu? Xe cũ. Ghệ cũ của con độ, người ta nhìn vô ta không biết, ta tưởng ghệ mới. Trời ơi. Mà cái xe này hôm trước tôi thấy đâu có mà xanh đỏ tím vàng dữ rồi. Sau này mày làm gì mày dán lên mày sơn dữ rồi, khác không, hết à. Thay cái vàng áo luôn. Giống như thay áo mới cho ghệ. Vậy hả? Dạ. Để hả?
Bác ba ok không? Giờ bác ba nha, bác ba nhìn xe của con, ghế yêu của con, từ cái bóng đèn, cái vàng áo tôi xuống cái bồ, rồi hai cái bánh, bánh mâm. Bác ba thấy như thế nào, bác nhận xét cho con biết. Hôm trước tao dòm tao thấy chiếc xe này nó khác. Dạ. Rồi sao giờ mày làm gì tao thấy thay đổi hình dáng kết cấu ban đầu, coi chừng vi phạm luật đó nha con. Không, mấy hôm nay là trước khi mà con khoe bác ba là con có chạy dạo phố rồi, bách phố rồi. Là có luôn, ổng bị gì hết á. Thiệt không đó? Lướt qua. Nhưng mà nếu mấy anh cảnh sát giao thông mà mấy anh chưa phát hiện, chứ các phát hiện một cái là thổi cái quét lại là vô là mày bị á nha. Bác ba thì nói xui không vậy bác ba? Xui gì, tao cảnh báo mà chứ xui gì, chưa kể cái bô này nè. Mày cũng làm phải ớn, nẹt bô mấy đứa con nít, trưa mày chạy nó không ngủ được, tao người lớn còn hết hồn. Giờ con kêu bác ba nhận xét vậy, bác ba có thích hay không thích? Tao không có thích. Ủa sao? Xe người ta sản xuất làm sao để y vậy đi. Mày chế, mày vẽ thêm, mày nâng công suất rồi mình nè. Mày sấy bô, sấy nồng rồi mày làm riết cái xe này. Tao nói có ngày mày ra đường thế nào cũng bị mấy anh công an thổi à. Tao cảnh báo mày đó. Thấy không? Tao nói mày nghe được thì nghe. Mày cởi xe này đi. Tao bảo đảm mày nha. Thế nào mày cũng sẽ bị dịnh. Oh, hey, hey, oh. Oh, ơi bác ba, để tắt máy coi. Cái gì vậy bác ba? Tắt máy coi. Chưa. Cái gì vậy bác ba, có sao không? Mày tắt cái đèn sơ hết này coi. Ơi bác ba. Cái gì? Trời ơi bác ba, bác ba đi đâu tự nhiên đứng trước xe con vậy? Tao đứng trước xe mày hồi nào? Tao đi đúng lực nha. Đi bộ sát lề nha. Lề cái gì con nè? Chạy sao không biết mà mày mở nhạc cái xe mày đâu in ỏi. Rồi mày giật theo cái tiếng nhạc đó. Rồi tay lái mày lạc rồi mày té trong người tao. Bác ba có bị làm sao không? Không, tôi không bị gì hết á. Con chạy hả, mắt nhắm mắt mở rồi gặp bác ba nữa. Mày ra đường mà mày chạy xe mày mắt nhắm mắt mở là sao? Ý là con nói á, là lúc con nhắm mắt mở là chi là mắt con không có thấy rõ. Cho nên con mới đổ cái xe lấp la lấp lánh này nè. Cái đèn xe nè. Cái xe này nhà thiết kế người ta có cái đèn rồi, mày còn gắn thêm cái đèn này vô làm chi vậy? Không phải, cái đèn này nó không có pha lên, dạng như nó có một pha thôi. À, hai ba pha nó chớp chớp đã lắm. Mày thay đổi kết cấu, mày gắn đèn tùm lum rồi cái đã vậy, mày còn để trong đây cái loa gì mày hát nhạc sùm, trời ơi. Bác ba, bây giờ con chạy nghe, bác ba có giật mình không? Không giật mình sao tao lủi đây? Tại vì bác ba đứng trong đây con không thấy. Mày đi xe mà mày không thấy là sao? Trời đất ơi, con lúc đó là con đang tập trung vô nghe nhạc rồi. Trời ơi, nghe nhạc mày về nhà mày nghe. Ở nhà con không có thời gian con nghe nhạc. Con tập trung hai một công đôi việc vô luôn, nó tiện lợi hơn. Mày làm gì công lên chuyện xuống gì mà mày nói ở nhà mày không có thời gian nghe nhạc? Thôi đi con mua đồ, mua đạc rồi này nọ, con tân trang lên rồi sẵn con nghe nhạc luôn, con chiêu chiêu luôn. Đó là vậy đó, nhưng là con mở nhạc con không có ảnh hưởng tới bất cứ ai trên cái đường phố này hết trơn á. Không ảnh hưởng? Không. Mày nói không ảnh hưởng hả? Cái xóm này họ kêu riêu về cái vụ chiếc xe này dữ lắm. Sớm muộn chiếc xe này cũng bị công an tịch thu thôi. Bác ba đừng lại con nói là con nói là con làm cái gì, con biết con đang làm cái gì. Hả? Mày biết mày đang làm những gì? Dạ. Thôi không dám tranh cãi mày nữa. Thôi tao đi. Bác ba đi đi. Giờ con nói nè, con sẽ chứng minh cho bác ba biết á, là cái đam mê độ xe của con không ảnh hưởng đến một ai khác hết. Ờ mày độ đi. Rồi tao coi mày cởi chiếc xe này được mấy bữa. Nhìn cái đang chạy xe bộ gì. Bà đèn lên nè, ba cái là chớp chớp nè, có gì đâu, đường xá quẹo bình thường thôi, có gì đâu. Đó, ai là con? Má ơi, gắt nước quá. Má mày không có ở đây đâu. Bác ba. Ờ, má mày lên phòng hành chánh, đóng tiền cho cái thằng mà mày đụng á. Ba, ngay cái gối con lên con ngồi. Ngồi vậy hả? Rồi, đưa đây. Ngồi dậy đi. Gì vậy? Gì vậy? Nổi không? Dựa. Dựa vô hả? Nè, để tao để cho gì dựa. Có cần khiêng cái xe vô đi cho mày coi không? Trời ơi, thôi. Ba chọc con hoài, con nó đau nè. Có giờ từ cái thân xác con vậy, ba còn trêu chọc con nữa. Vì bây giờ mày cũng phải bỏ tiền ra mày làm đó. Nói chung là giờ con hối hận quá, con tưởng tới già luôn á, là xe lại bị giam và đóng tiền phạt nữa, rồi mà gây ảnh hưởng tới người ta nữa. Rồi còn đi lên công an lập biên bản rồi sau vụ này rồi còn phải lên trên người ta điều tra để người ta xử lý nữa chứ bộ. Không biết rồi. Mày ba bốn tội trong đó đó. Tội thứ nhất là vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ.
Tội thứ hai là thay đổi kết cấu của xe. Đó. Tội thứ ba là đụng ta rồi bỏ chạy. Không phải, con đâu có bỏ chạy đâu. Chứ mày không bỏ chạy sao mày không ở đó? Là trời ơi, con tỉnh dậy là con nằm trong đây luôn rồi. Con kể sự tình cho bác ba biết là lúc đó là con đang chạy, con đang tung tăng. Con nhìn trái, con nhìn phải. Rồi xong con tới đằng sau đằng đó con thắng lại cái ép. Rồi phía sau, đâm phía sau lưng con cái ọt một cái. Con ngất xỉu, con tỉnh dậy giờ đi luôn. Biết là sao họ đâm mày không? Sao? Cái xe mày làm đủ màu giống cá lia thia đó. Mà đèn tờ tối nữa rồi chốt tới chốt lui rồi đèn lumino đủ thứ. Người ta tham gia giao thông, người ta dòm đó, người ta tập trung vô đó, người ta không có quan sát kỹ để mà người ta điều khiển, người ta làm cái hành giao thông. Nhưng mà bác ba, cái cho con hỏi là cái người ở phía sau con có sao không bác ba? Thì nghe nói cũng nặng lắm, cũng lị cà chẽ đó, nhưng mà cũng cứu được. Cũng hên đó, không là con kìa là tội con là phải lớn lắm luôn không bác ba? Chứ còn gì nữa. Cũng may đó, trời cầu trời Phật ấm đau. Đó, thấy chưa? Đau quá. Giờ mày biết tội mày chưa? Dạ, cũng biết tội rồi, từ đây sắp tới là con không bao giờ mà đổ xe. Thì sao vụ này công an làm việc với con thôi, nghe không? Tội con nhiều lắm, nãy tao nói rồi đó. Nhưng mà thật sự là con bị như vậy, nhưng mà một phần là cũng bị do thằng Đức nó xúi con. Đức nó xúi làm sao? Đức kêu con mày đổ đi, vậy mới bảnh mới là chuốt. Sao mày khờ quá à? Nó xúi mày gì mày cũng làm. Vậy mà lỗi nó, phải lỗi con đâu. Lỗi nó, giờ mày nói là mày đổ thừa. Nhưng giờ cuối cùng ai lãnh hậu quả? Con. Mày đổ chiếc xe lên, mày thứ nhất là mày tốn tiền ha. Mà má mày làm tần tảo lắm mới có tiền. Trời ơi, tao nói thiệt mày nha, bây giờ tao nói cho mày biết luôn, má mày mượn tiền của tao để mua xe cho mày đó. Bà thấy con bị vậy, bà còn là châm dầu vô lửa nữa. Mày lát má mày xuống nè, mày hỏi coi. Tao có cho má mày mượn tiền mua xe cho bay đó. Vậy là mấy cái tiền là mỗi ngày con xin má con là tiền, là mượn tiền bác ba. Chứ còn ai nữa, má mày thì chạy tầng chạy sở. Trời đất ơi, bà cực khổ lắm mới có đồng bạc. Mà mày tối ngày cứ vậy không à. Rồi bây giờ gây họa nữa. Tao thì hết ý kiến rồi. Con hối lỗi quá ba ơi. Hối gì nữa hối. Không biết là cái xe không biết bây giờ mới mốt là tình trạng con tỉnh rồi. Con bước ra ngoài là con phạt biết bao nhiêu tiền lên nữa nè. Để công an xử lý mày để xong xuôi đi. Vậy là con sai rồi ba ơi. Con không nghĩ là một cái phút bốc đồng là có sự ra vẻ. Có tỏ vẻ ra mình này mình nọ. Rồi bây giờ nông nổi. Con không nghĩ là cái tai họa của con nó ập đến nó quá chừng như vậy luôn á bác ba. Giờ mày hối hận ta thấy cũng trễ rồi. Con xin lỗi bác ba mà. Ba đừng nói cho con buồn nữa. Thay đổi kết cấu xe cái vụ này là vi phạm luật. Ta nói rồi mà con cãi ta, mày nói tao khi dễ mày. Bác ba. Thôi bác ba cho con xin lỗi nha. Nói chung là bây giờ là con xin lỗi bác ba ngàn lần, vạn lần lời xin lỗi luôn á bác ba. Lần này là con hứa là sau khi con mà xuất viện ha, cái điều đầu tiên con làm á là con độ lại xe. Hả? Không có. Ý con nói là con về con độ lại, là tức là con làm lại cái chiếc xe như cái hiện trạng cái xe ban đầu y như cũ vậy đó, chứ không phải là độ trả cái... lại kết cấu cũ phải không? Dạ. Cái đó thì nghe được. Dạ. Con biết rồi, con xin lỗi bác ba. Làm hết hồn. Ba. Trời, lớn tuổi mà chơi hù ủ tim rồi. Hôm nay tôi thấy ông yếu quá vậy. Đâu, khỏe, ăn cơm, dùng bữa luôn không? Trời đất ơi, ăn cơm mà ăn gì, ăn với nước tương không hả? Ăn với tôi muốn. Thôi, được, cảm ơn. Nãy tôi có ghé kia tôi ăn rồi. Miếng dĩa con tắm rồi. Trời ơi, thấy ông ăn uống gì đâu mà thấy sao đạm bạc quá trời quá đó. Không trà cũng nước chứ, uống với tôi. Thôi được rồi, này rượu hay nước? Nước hả? Thôi cảm ơn, để đây đi, ha, tôi cũng mới uống nè. Trời, ăn đạm bạc quá, tôi biết, ông mà ăn uống kham khổ. Không gì là được rồi, thường bữa là không ướt tương ăn á. Tặng cho hai con khô cá đụ á. Anh tặng em hả anh ba? Trời quý quá vậy. Trời ơi, ăn đi, xé ra ăn đi. Nó thơm. Ơi, tấm chân tình này làm sao tôi dám nhận. Thôi. Trời ơi, nữa sao kỳ quá vậy. Ăn mà ăn cơm không với nước tương. Ông ăn uống gì kham khổ.
rồi không có đủ chất. Con người ông biết rồi, giờ ông coi mặt mày xanh sao. Thì nói chung là thôi mà cũng sao đâu, miễn sao sống khỏe là được rồi. Bây giờ cứ ăn vậy cũng quen rồi. Khỏe cái gì mà khỏe, tôi nói rồi, ăn không đủ chất là bệnh, mà bệnh mai mốt là cơ thể nó suy kiệt luôn. Rồi bây giờ đừng có ngại, xé hai con khô rồi ra ăn đi. Chung quanh đây rồi rau đồ nhiều, không ấy rau đồ ăn vô cho nó có chất xơ. Ăn vậy vậy phí phạm lắm. Phí phạm rau gì? Là mình phải nuôi chồng xong mình lớn lên mình đem ra chợ bán mới có tiền. Rồi phải lo cuộc sống đồ nhiều thứ lắm anh ba ơi. Trời ơi chứ tiền ở đâu mà mua ba cái rau riết đó. Còn anh nói anh cho hả? Thôi. Gì vậy? Không dám nhận đâu. Trời ơi tôi cho mà không nhận nữa. Ông là ngộ thiệt. Chồm sớm với nhau thấy không? Giúp đỡ nhau là cái chuyện bình thường. Bây giờ ông khó khăn, ông kham khổ thì tôi có gì tôi qua tôi chia sẻ với ông. Tôi khuyến cáo ông à, ăn phải có rau. Thịt cá đồ cũng phải lâu lâu cũng phải có. Đừng có tiết kiệm quá. Nói chung là mình phải ăn vậy con ngày qua ăn được tuần á. Đất ơi, nhiêu một con khô mà ăn tuần hả? Ừ, bữa nay mình ăn cái khúc đầu thôi. Thế là giữa tuần á mình trấn cái khúc này. Còn coi như là thứ bảy, chủ nhật là cuối tuần là cũng như là được thoải mái không? Mà mình ăn cái này. Rồi con này là tôi phải ướp để dành để tuần sau ăn. Trời ơi thiệt, ăn ăn phải chưa khó rồi. Đó, thấy chưa? Tôi thấy ông ốm quá. Ốm quá là chỉ có sợ là bị xương thôi. Xương nó nuôi sống mình chứ không có thịt. Thì phổi thì nó vẫn hoạt động. Xương nó vẫn bảo vệ phổi với lại ho về vài bữa nữa. Nó mệt quá, nó ho không nổi là hết ho thôi à. Chứ không gì. Ho mà có uống thuốc gì không? Thì tiền đâu mà mua thuốc. Gạo, cơm của ngài chạy gạo biết tôi lụm với chai ở ngoài chợ mà. Khổ thiệt luôn. Tôi thấy ông ho là ông bệnh rồi đó. Thấy không? Giữ gìn sức khỏe nha. Ăn uống bây giờ phải có chất vô nha. Chứ đừng có trùm trò. Ăn cái gì đâu mà thiệt. Trời ơi. Thôi tôi về đó. Ừ, có ơn người á. Mai chiều tôi đem rau qua tôi cho nữa nha. Mà rất quá không nhận á. Tôi đem rau qua. Tôi không nhận á. Ông không nhận tôi cũng đem qua. Trời ơi trời. Cứ vậy. Cứ nhận qua. Rồi nước. Không uống tí rồi kìa. Tư ơi. Tư. Ai vậy? Ôi ba Phi nè. Làm gì vậy? Trời đất ơi, ho dữ dằn hả trời. Ôi chết. Cảm. Ra rồi. Hãy chứ khê ăn giải cảm. Ông nghĩ sao mà ông ho rồi mà ông còn ăn khế. Chua nó giải cảm. Đi khám bệnh gì chưa? Trời ơi mấy hôm nay bệnh ra chợ không nổi. Ông nó lụm như chai. Tiền đâu mà bệnh. Bây giờ đừng có ăn khế nữa. Ăn nó mới giải cảm, nó phải có cái chất chua đó. Quy chê chê. Mà sáng mơ tới giờ ăn cái gì trong bụng chưa? Hôm qua tới giờ cũng chưa ăn luôn. Trời đất ơi, không có ăn cái gì trong bụng, cái bao tử đó trống lóc ở trong. Đưa đưa cái khế này đây, không có ăn. Không có chua. Không có được. Bây giờ nè. Á, cái gì tôi mà... nghe nói là xê là nó chấn cái cuốn họng nè, là nó không có bị ho nữa. Thôi, ha, không có xê xiết gì hết trơn trời á. Bây giờ nè, đi lên trên trạm y tế khám bệnh đi. Thôi cái này cảm thường ho vài bữa. Mấy bữa trước tôi qua tôi thấy ho rồi. Mà tới bữa nay cũng không hết ho. Rồi có báo cho mấy nhỏ biết chưa? Báo tụi nó nghe làm chi. Tụi nó công chuyện nhiều ở trên thành phố lắm. Rồi nó làm xa nữa rồi. Báo nó rồi nó lo nó làm không được. Ông bệnh hoạn này kia đồ. Phải báo cho nó một tiếng. Âm ẩm mình rồi sao? Chịu đựng hả? Quen vậy rồi. Với lại làm xa. Mà mình báo nó vậy rồi nó bỏ công việc gian dở rồi nó về đây nó thấy chưa nó thấy chưa nó thấy không được rồi. Bây giờ nè bây giờ đây nè nè thôi nè bây giờ tôi đưa 500.000 nè ha, tôi tặng đó, đi ra và trạm sát khám bệnh rồi mua thuốc. Thôi cho tôi 100.000 được rồi, cái gì 500.000 dữ vậy, để tôi đi ra tôi đổi. Thôi tôi ba Phi nói dốc nói giỡn cho bà con cười chơi, còn ba cái vụ này là tôi làm thiệt nha. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn á, mấy bữa nay thiệt. Tôi ra tôi mua thuốc tôi uống liền để nó trắng cái cơn ho này. Đi hơn. Cảm hơn. Ơn anh nhiều. Bây giờ đi ra. Đi ra đây rồi tôi kêu xe ôm đi luôn. Thôi được, tôi đi bộ xe ôm tốn tiền. Đi bộ gì ho cần sẵn không sao. Đi ra đây. Ê, nhưng mà cái
cái gì? Dạ. Ừ, ho là che vậy đó. Rồi đi, đi. Tôi đi ra đây tôi kêu xe ôm cho đi. Thấy không? Ho như dây vậy. Đi không có nổi mà bày đặt. Rồi vậy là ngồi ở một mình, rồi con cái nó không hay. Mà không cho tôi cho nó hay. Đó, 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 thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thôi, đi. Trời ơi. Trời đất ơi, sách gì chi nặng quá, để tôi sách phụ cho. Thôi, được rồi, để tôi. Hôm nay người ta phát từ thiện hả? Ờ, bữa nay người ta phát từ thiện cho mấy người già neo đơn với lời nghèo khổ á. Tôi cũng được một phần. Thì âm mà nằm trong danh sách, ai không biết âm vậy? Thì đó, đó. Thôi để tôi sách cho. Để tôi sách cho. Phải đó. Nổi không? Đó, thấy chưa? Ho nghĩ thêm chút nữa rồi chắc khỏe. Nói gì nói chứ gặp anh đây cũng cảm ơn anh Tiến. Bữa hổm bị bệnh á, anh cho tiền rồi mua thuốc uống nên bữa nay là nó cũng đỡ rồi. Thôi nhắc tới tiền bạc cái gì cũng mang ơn anh nhiều lắm luôn á. Anh đừng có nói tụi nhỏ biết, mấy tụi nhỏ cũng lo làm ăn mà hên. Tự nhiên anh cứ theo dõi tôi, anh chăm sóc cho tôi, thiệt tình anh giống như con trong nhà. Không phải, giống như là thương yêu tôi á, giống như là tụi con thương. Cảm ơn anh nhiều, mang ơn anh nhiều lắm luôn á. Thôi bây giờ là anh giữ được cái tình cảm đó thì anh giữ bụng đi, chứ anh nói là tôi thấy nó cũng trật tới trật lui hoài à. Coi như là thương yêu để trong bụng ha. Thôi quá rồi, để tôi công chuyện gì của tôi trong nhà tôi để tôi sắp xếp hết. Anh vô sắp xếp anh không biết cái gì đâu. Cái gì vậy? Thôi cứ nghe đi. Alo, chú nghe. Chú đang ngoài đường, bây giờ nó nói chuyện không tiện. Lát rồi chú gọi lại sao nha. Thôi để tôi giờ xách vô. Thì cứ nghe đi, tôi xách vô cho. Thôi được rồi, cái này tôi nhà cửa tôi tự tôi xách. Cảm ơn anh nhiều nha. Alo chú nghe nè con. Hồi nãy con gọi chú đang có một chuyện, không có nghe hết được câu chuyện con nói. Bây giờ con nói lại cho chú nghe coi. Sao? Cái thằng mượn tiền chú. Bây giờ nó khóa máy hả? Nó không nghe hả? Nó không được. Rồi con có tới nhà nó chưa? Con tới nhà nó rồi mà nó trốn mất tiêu hả? Ê bây giờ sao, bây giờ cái tiền tao cho mượn rồi của mày đứng ra mày bảo lãnh cho nó mượn, rồi bây giờ mày phải tìm nó mày đi trả cho tao chứ, tiền lớn mà. Alo mày đang nói chuyện tự nhiên cúp máy vậy. Alo mày đứng. Trời ơi, nó phá máy luôn rồi. Trời ơi tiền của tôi. Ủa, mất tiền hả? Anh mất bao nhiêu? Tôi bị lừa rồi, tôi cho người ta mượn tiền mà bây giờ nó đi mất tiêu rồi, nó không trả tiền cho tôi. Mà bao nhiêu? 20 triệu. 20 triệu. Tôi cho nó mượn á, rồi nó thấy ở ngoài chợ nè, ta cho mượn tiền góp lấy lãi gì đó, tôi thấy vậy. Rồi tôi mới lấy tiền của tôi cho thằng Tèo nó đứng ra nó cho nó mượn giùm. Lấy lãi từng ngày, coi như là cho nó mượn 20 triệu. Một ngày nó trả tôi 100 ngàn, là trả trong vòng một tháng là mình lời rồi. Bây giờ nó mới trả được có 3 ngày nó biến mất tiêu rồi. Bây giờ thằng Tèo điện thoại nó không được, mất 20 triệu của tôi. Anh ba, ba mi, giờ sao? Ngồi xuống bình tĩnh, ngồi xuống, ngồi xuống. Sao bình tĩnh được? Trời bình ơi, tĩnh. 20 triệu. Cái này là tại vì là ông nó đánh vô cái lòng tham của ông á. Không có ai mà mượn tiền mà lấy tiền lời mà tới ngày. Thì tiền ngày đó nó nói với tôi vậy, thằng Tèo đó như là trả lãi hàng ngày. Đó, thì trả lãi hàng ngày, mấy ngày đầu nó trả, mấy ngày sau nó trốn mất tiêu. Trời ơi, bây giờ nó mới trả có 3 ngày, còn 27 ngày nữa nó đi mất tiêu. Rồi bây giờ thằng Tèo đứng ra nó bảo đảm uy tín, bây giờ nó cũng mất tiêu luôn. Bây giờ sao đòi lại 20 triệu của tôi đây? Bây giờ ông hỏi tôi biết hỏi ai. Ông có tiền 20 triệu. Tiền để dành đó. Tôi thấy ngoài chợ cũng cho mượn tiền vậy, rồi thấy người ta giàu nhanh quá rồi ham, rồi cũng bắt chước.
cho 20 triệu đó là có 450 của anh nữa. Thì hổm anh cho 500 mua thuốc có 50 thôi, nhưng mà hùng vô đó 450 nữa. Còn cái này. Này. Này người ta cho đầu tư thiện. Cho những người nghèo, những người khổ, những người khó khăn. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự họ nghèo, họ khổ thật sự. Còn lần này ông không có nghèo ông Tư. Ông giả nghèo giả khổ. Rồi ông đi lấy mấy phần quà từ thiện này. Thì đó thì thấy người ta thương, thấy tôi vậy người ta thương, người ta cho cái này cho cái kia thì tôi cũng nhận. Anh đóng kịch thôi anh Tư. Anh đang diễn cái cảnh anh nghèo, anh khổ để anh lấy được cái lòng thương hại của người khác. Người ta thấy vậy người ta mới giúp đỡ anh. Thì giờ thấy khổ thì người ta mới giúp đỡ tôi. Thì người ta giúp đỡ tôi được rồi cho tôi tiền bạc rồi tôi cũng có tiền thì tôi cũng giúp đỡ lại người khác. Anh giúp đỡ ai? Cái đó thằng Tèo đứng ra thằng kia nó cái này anh cho dai. Anh cho dai anh lấy lời 100 ngàn mà bây giờ bị quịch nó mới được có 3 ngày thôi còn nhiều nó đã trốn rồi. Cái này là anh cho dai mà chứ đâu phải anh giúp người ta. Tôi nói đúng không? Thì đó thì thiệt tình chứ mà thì tôi bữa hổm tôi cũng nghe lời anh, tôi không có điện thoại báo cho mấy đứa nhỏ con anh ba bay bệnh rồi bay sắp xếp bay làm ăn trở nên có thời gian gì thăm chăm sóc ba bay. Tôi cũng nghe lời anh tôi không có báo. À, nhưng mà bữa nay té ngửa ra mấy cái vụ này tôi thấy anh kỳ quá anh Tư ơi. Không được. Đó thì bây giờ mới biết là tại vì mình vậy cứ nhận vậy hoài cũng thấy kỳ. Anh nói vậy tôi biết tôi sai thấy chưa. Bởi vậy bây giờ cứ tiền của người ta cho rồi xong rồi bị lừa mất hết. Bây giờ nghèo thiệt rồi phải không? Thì đó. Bây giờ anh nói thiệt với tôi anh nghèo thiệt chưa? Không, chưa nghèo mấy. Chưa nghèo mấy hả? Chưa nghèo mấy. Vậy là cái anh còn tiền hả? Nói chung là bây giờ anh nói cái kiểu đó tôi ngộ qua rồi. Bây giờ tôi sẽ bớt làm khổ để cho người ta thương nữa. Cái này tôi đem lại cho những người neo đơn á là cho họ đàng hoàng. Chứ tôi còn khá, tôi còn 5 triệu nữa. 5 triệu? Không là còn 5 triệu. Ồ, anh nói vậy thì bây giờ để tôi ăn uống đầy đủ lại để cho mấy đứa nhỏ nó khỏi lo, khỏi bình hoàng. Anh đừng gọi nó làm gì mất công. Tôi còn 5 triệu. Giờ khi cóp 20 triệu rồi chúng ăn hết rồi phải không? Coi như là giờ còn 5 triệu. Còn 5 triệu bây giờ lấy 5 triệu gửi ngân hàng hả? Đâu trời ơi trời, cái kho bí mật của tôi. Kho đâu? Ở sau bóng lái nè, tôi nhét 5 triệu màn coi như là mình cứ để dành mà lụm với chai cho mình nhét ở đây nè. 5 triệu giờ mình trang. Lấy 5 triệu ra mình ăn uống đàng hoàng cho đủ chất đủ dinh dưỡng, con cháu nó khỏi lo. Nó coi như khổ khổ vậy nè, ngay cái này nè, kho này nè. Không phải để chỗ nào? Chỗ đó hay chỗ nào nữa? Đây nè, cái nón chùm lên nè. Rồi xong tháo ra là cái két tôi nằm ở đây nó dạch ra là thấy 5 triệu mà. Bây giờ thấy lá không vậy? Sao 5 triệu toàn lá không vậy? 5 triệu tôi đâu rồi? Không lẽ ăn trộm vô nó lấy luôn rồi? Cũng có thể. Trời ơi, 25 triệu của tôi. Lên thăm dân rồi dân tiện ghé thăm tụi bay luôn. Dạ. Nè mới. Ủa sao ta thấy thằng Bảo nó không có đi? Dạ tại nó không có đi thực tập bác ba. Ủa đi thực tập? Dạ. Không đi thực tập hồi nào mà con được đi vô làm? Thì cái đợt vừa rồi đó con đi thực tập, con rủ nó đi luôn mà nó không đi. Con vừa thực tập xong con tốt nghiệp là người ta mời con vô làm luôn. À vậy là trong thời gian con học. Dạ. Con được đi thực tập. Dạ đúng rồi. Rồi cái con vô đó con làm việc. Vậy là người ta thấy được cái khả năng phù hợp với lại công ty, cái yêu cầu của người ta mời con ở lại làm. Người ta nói với con là người ta thích cái thái độ làm việc và học tập của con. Ờ, vậy con, là cũng hay. Ê, ba, con được khen thưởng luôn, nhân viên xuất sắc của quán này luôn. Trời xuống ta. Dạ. Nhưng mà mày thì được thực tập. Dạ. Còn Hoàng Bảo thì sao nó không có được thực tập? Mọi bác ba đừng nhắc đó bác ơi, chán nó lắm. Sao hả? Con đi thực tập con ngủ đi theo nè. Mà nó học ở trên lớp mệt rồi. Rồi nắng nâu gì đó nó không chịu. Ủa vô thực tập vô ngoài nắng không hả? Đúng rồi ốc ba, tụi con học ngành du lịch mà, tụi con phải đi ra ngoài rồi tìm hiểu chứ. Ờ ha. Ờ bác ba. Ừ. Hay bữa nào á bác ba nói với nó đi, không chừng bác ba nói nó thay đổi á. Thằng á thì ta nói chắc cũng được. Có nói thì nói với ba má nó thôi chứ nói nó giống như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn rồi bây ơi. Sẵn con được thưởng nè, nhân viên xuất sắc nhất tháng, con dắt bác ba đi ăn. Mời bác đi ăn hả? Dạ đúng rồi. Thiệt á? Dạ đi với ba.
Đi. Dạ đi. Mày thay đồ đi, không lẽ mặc quần tà lón gì đi. Trời hả? Ăn ở ngoài đây nè, quay đâu đường. Vậy hả? Dạ đi hết dạ, hả? Thì đi, cảm ơn. Dạ. Nay có lộc ăn à. Dạ dạ dạ. Dạ chào bác ba. Bác ba ngồi bác ba. Mày làm gì mà mày gom cái hồ sơ này mày chầm chầm ở mặt mày buồn quá mày. Ôi nản quá bác ba ơi. Gì nản? Con tốt nghiệp ra trường rồi mà con xin 6 tháng nay chưa có công chuyện làm á. Con gửi cho mười mấy công ty nào cũng không có nhận hồ sơ của con. Ủa sao kỳ á? Nó đòi kinh nghiệm. Mà con hỏi bác ba mình mới học rồi đâu ra mà lấy kinh nghiệm mà hỏi phải có kinh nghiệm. Ủa chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm vậy hả? Chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm. Ủa sao kỳ ta? Cái trên mấy bữa tao nghe nó thằng Thành ở bản mày đó. Thì dạ. Nó cũng học chung mày. Dạ đúng rồi. Rồi nó ra trường cũng lượt mày. Nó xin việc làm. Hình như người ta nhận nó rồi. Ủa kỳ ta? Con học được 8.9. Nó học được 9 chấm thì nó hơn con có bao nhiêu đâu. Mà tự nhiên giờ nó có công ăn chuyện làm. Còn tự nhiên con ở không hoài, con báo gia đình hoài ta. Nhưng mà bác ba nghe nói sao mà nó kinh nghiệm không? Thì nó cũng tham gia hội đoàn nhóm gì kia đủ thứ hết á. Ừ đúng rồi. Nó nhiệt tình lắm. Bộ hổng nó có rủ con đi. Ừ. Mà con nói ôi mày ơi, mấy cái đó tào lao tốn thời gian. Vô trọng rồi con hỏi bác chứ có làm gì đâu. Để con kể bác ba nghe nè. Ê mày làm gì mày soạn đồ gì đâu hả? Tao đi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường. Ủa mày đi mấy ngày mà mày soạn dữ vậy? Tao đi 2 ngày. Ở ngoài thành chứ đâu. Ở ngoài ô quá hả? Ừ. Trời ơi. Tao đi hoạt động, tao phải từ ra quải tao về liền đâu. Ra quải này phải chơi phần thi thể thao rồi dân gian nữa. 2 ngày là nhanh rồi. Ê, đi không? Đi chung không? Từ chối. Tao thấy mấy cái công chuyện đó tào lao lắm, phù hợp với tao. Ở nhà, lướt web, kiếm thông tin. Đó, những cái chuyên ngành của mình. Mày đi ra ngoài á, mày bổ sung thêm kiến thức của mày nè. Trời ơi, mày học ngành gì? Mày học ngành du lịch. Tự nhiên mày đi ra ngoài ngoài mày đánh thể thao, mày chơi tennis hả? Trời ơi, không có liên quan, tao thấy không có liên quan mày ơi. Mày học du lịch thì mày mới cần đi đây đi đó chứ. Nhưng mà kiến thức ở đâu? Kiến thức ở trên kệ. Kiến thức ở trong thư viện, kiến thức ở trong nhà trường. Tự nhiên đâm đầu ra ngoài đường làm cái gì cho khói bụi. Nói như mày nằm trong phòng biết gì có kiến thức. Có chứ. Ở đâu? Nè. Thông tin nè. Mày chơi game, mày có kiến thức. Chứ game là giải trí chút xíu thôi chứ ngày 24 tiếng là 18 tiếng là tao lên là tao kiếm kiến thức đó. Mà nói thiệt nha, mình thấy thất vọng về bạn quá. Ủa? Sao hết giọng vậy tao? Canh khổ qua mẹ nấu chê đắng. Đi ra đường trúng mắng vẫn im gu. Cái gì vậy? Ủa? Hả? Ủa cái gì? Sao bạn biết? Biết cái gì? Sao bạn biết tôi bị người ta mắng tôi im gu? Trời đất ơi. Ở nhà ba má kêu cầm cây chổi quét không quét. Ẩm ờ ẩm ừ. Đi ra đường trúng cự vẫn im. Ê tao có làm nha. Làm gì? Làm cu ly cho người ta hả? Trời đất ơi. Miễn có làm là được rồi. Ai như mày ăn ở không nằm đó. Chơi game. Thôi 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 mình không có thời gian cãi lộn với bạn ơi. Bạn đi đâu? Bạn đi bạn ơi. Tao cũng có thời gian tranh cãi với mày đâu. Muốn làm như mày làm đi. Ừ. Bác bà thấy không? Bác bà thấy tào lao không? Tự nhiên tham gia mấy cái đó làm gì tốn thời gian. Trong khi đó mình để thời gian mình làm gì? Mình bấm điện thoại. Mình lên mình cập nhật thông tin mới. Rồi giờ mày bấm điện thoại suốt ngày luôn nè. Mày đâu có được đi làm. Còn bấm 6 tháng rồi đó. Đúng rồi. Mà không biết chừng nào mới hết bấm nữa. Tôi nghĩ cái tình hình này mà bấm luôn mấy năm chứ không phải 6 tháng đâu. Trời ơi bác ba ơi. Bấm chừng nào cái điện thoại này hư rồi mày kiếm tiền mày dai mày mượn mày góp mua cái điện thoại mới về bấm tiếp nữa. Tại sao ông Thành bạn con nó ra trường lượt con mà nó có chuyện làm? Vì nó tham gia tích cực các phong trào. Còn con cho cái chuyện đó là ô chuyện tào lao. Ở nhà bấm điện thoại sướng hơn. Tức thiệt chứ. Hết hồn mày. Nói rồi con mới nói nè. Nói đi. Nó lừa dối mọi người đó. Thôi tào lao mày nghĩ sao mày nói nó lừa dối. Nó nói như vậy để cho má nó yên tâm thôi, má nó tin tưởng thôi bác ba. Chứ thật sự sao? Chứ thật sự nó vô trọng, con nói bác ba hả? Nó chỉ là một chân sai vặt là cu ly thôi. Ai kêu làm gì chứ đâu không hỏi được cái gì hết trơn á. Rồi, tao hiểu rồi. Nếu mày nói vậy tao biết lý do rồi. Vậy là mày tự ái. Thậm chí là mày tự ti. Mày nói tôi dân đại học mà ra trường phải có công ăn chuyện làm đàng hoàng. Chứ đi sai vặt làm cu ly thiên hạ chi. Đúng rồi. Đường đường mình ăn học. Cha ba má mình cho mình học 12 năm rồi mình tốt nghiệp bằng tốt nghiệp loại giỏi 4 năm. Tự nhiên giờ mình ra mình làm cu ly. Các bạn thấy không? Con đâu có chịu được. Sao con không nghĩ cái khoảng thời gian đó là con học rồi con tiếp xúc với mọi người, con lấy thêm kinh nghiệm để con sống là con làm việc tốt. Đó là khoảng thời gian mà mình trải nghiệm đó.
mình thử thách đó. Ồ ha, đúng rồi ha, tự nhiên cái sĩ diện làm gì cái bây giờ không có kinh nghiệm gì hết trơn. Ờ, giờ còn phải ăn bám gia đình, trong khi người ta có lương, mình giờ chưa có lương. Tới tháng đóng tiền điện thoại phải xin ba má. Nhưng mà đối với một người tuổi trẻ như con, phải làm một cái gì đó tinh nghịch lên, phải làm một cái gì đó có cái chính kiến của mình. Nên là con suy nghĩ rồi, con tiếp tục con chờ, con tiếp tục con bấm điện thoại để con chờ cơ hội tới. Chứ con không thể nào mà con hạ mình mà để con làm cái chuyện cu ly đó được. Bác bà nghĩ vậy nè con, tại sao người ta chịu khó, người ta cho đó là cơ hội, một cái điều kiện để người ta tiếp xúc, người ta lăn xả. Mình học ở trong nhà trường á, ra ngoài áp dụng gần như nó khác nhau hết. Thực tế chút đi con. Dạ. Nhưng mà ủa bác ba, hôm nay bác ba qua đây làm chi vậy? Bác ba qua là nghe nói ba con là có người bạn ở ngoài Thái Nguyên. Dạ. Người ta có trà ngon lắm, nếu mà ba con có liên lạc được với họ, cho bác ba gửi mua ít ít trà về để uống. Dạ. Để ba con về con nói cho, ba con chở, mới chở má con đi đâu á, chắc không biết chừng nào về nữa. Ừ. Dạ. Thôi vậy tao về. Dạ, cảm ơn bác ba chia sẻ kinh nghiệm cho con nha. Ừ, hồi nãy giờ bác ba nói ít, con hiểu nhiều. Ừ. Dạ. Trong hoàn cảnh này, ai trâu ai cột con biết rồi ha. Dạ. Vậy ha, bác ba cứu ạ. Dạ, bác ba về bác ba. Ừ. Tên. Tên. Ê, cái đó bạn khỏi ghi được không? Cái đó tôi tự ghi được. Hiểu không? Bạn phải công an mà sao hỏi cung quá trời vậy? Ủa? Cái gì vậy trời, hay là đâu phải làm căn cước đâu mà hỏi họ và tên, hỏi họ và tên năm sinh, địa chỉ làm gì? Thì tôi đang hỏi, tôi tìm hiểu được cái khuyết điểm của bạn để tôi ghi vô trong đây. Khuyết không? Vần trăng khuyết. Tôi lộn. Ý là tìm cái ưu điểm của bạn tôi ghi vô trong đây cho bạn dễ đi xin việc. Rồi tôi nói bạn nha, bạn thương hỗ trợ giúp. Đây nè, ghi cái chỗ này thôi đó. Đã từng tham gia ở câu lạc bộ nào đó, rồi kinh nghiệm là gì, thực tập ở đâu, rồi giải quyết giùm cái vòng này, đừng có hỏi dài vòng giùm hết trơn á. Nhưng mà mấy chuyện đâu có đâu, sao ghi vô? Ghi đại đi trời ơi. Trời đâu được. Bạn là ghi đại vậy á, vô bạn chết á. Tự nhiên cái chết. Tôi hỏi bạn nè, người ta làm CEO, người ta làm giám đốc, người ta không bao giờ người ta có cái thời gian mà người ta phải đi tìm hiểu mình đã từng hoạt động ở đâu, mình sinh hoạt chỗ nào để làm cái gì. Thì người ta ngồi trên cao mà, là người ta nhìn thấy hết. Vô tao nhìn mặt mình là tao biết có hay không rồi. Tức quá trời ơi. Tôi nói thiệt với bạn nha, hồi xưa sổ liên lạc á, mà cái chữ tệ tôi còn đổi thành chữ tốt được. Tại sao tôi phải nhờ bạn, tôi hẹn bạn ở đây để trốn một chầu cà phê để tôi nhờ bạn ghi giùm cái này. Tại vì sao bạn biết không? Tại vì có dí bạn tốt, hiểu không? Đó, bạn ghi một cái là tiễn thẳng một cái vèo vô. Chứ cái tay tôi ghi á, 50 cái hồ sơ rồi, vừa đưa tới bác bảo vệ là bác bảo vệ chặn lại rồi. Không bao giờ mà được vô tới cái bàn trưởng phòng, rồi vô tới cái bàn CEO. Bây giờ bạn kêu tôi ghi đúng không? Đúng. Bạn là yên nữa đi, tôi ghi sao là quyền của tôi. Mà im đó. Hỏi gì trả lời thôi. Thì bạn muốn ghi gì bạn ghi đi. Bạn muốn ghi gì bạn ghi. Ừ. Dạ con chào bác ba. Ừ. Dạ chào bác ba. Bác ba ngồi đi bác ba. Bác ba ngồi ghế con nè. Ừ. Bác ba, bác ba. Ngồi ngồi cái này bác ba. Bác ba ngồi cái này nè bác ba. Bác ba ngồi ghế con nè. Hai thằng bay làm mửng gì vậy? Hai thằng bay làm mửng gì vậy? Dạ không, bác ba ngồi ghế con này đừng. Tao đâu đó. Phải ông nghèo ông cống gì đâu mà hai thằng bay dành đưa ghế tao ngồi dữ hả? Mày ngồi đó, thằng này ngồi đây, tao lấy ghế rồi tao ngồi. Rồi xong. Chuyện gì mà tao thấy tụi bay cái mặt đứa nào đứa nấy thấy cũng căng thẳng hết trơn rồi hả? Tức hả? Quá. Gì tức? Con nhờ bạn ghi giùm con cái kinh nghiệm làm sao để có thể mà đi vô công ty nước ngoài làm. Chỉ có một cái dòng thôi, con kêu ghi đại đi, bây giờ ghi cái gì cũng được. Hồi đó bạn ghi hồ sơ sao thì bây giờ bạn giúp tôi bạn ghi y chang vậy đi. Mà bạn cứ coi ưu điểm, khuyết điểm, bạn cứ... Trời ơi, con không biết nói làm sao bây giờ mà sao bạn bè nói mở miệng ra là suốt đời có nhau mãi bên nhau bạn nhé. Mà bây giờ cứ có hồ sơ không mà từ sáng tới giờ không có ghi được cái gì hết. Ủa? Chứ con hỏi bác ba nè, cái chuyện không có, nó kêu con ghi đại đi, sao được, đúng không bác ba? Ừ. Ủa bác ba, nhưng mà bây giờ con hỏi bác ba, người ta làm CEO, người ta làm giám đốc, người ta bận bịu, người ta đâu có thời gian đâu mà người ta kiểm tra mấy cái đó. Người ta không kiểm tra, nhưng mà mình là người tử tế, mình cũng không được nói dốc. Cả một khoảng thời gian mà con tốt nghiệp ra trường, con ngồi ở nhà, còn thằng này nó đi thực tập, nó có kinh nghiệm, tất cả những cái là thật, cho nên nó có thể nó ghi vô trong đây. Con mà ghi vô trong đây nè, mai mốt người ta dòm cái hồ sơ, con biết cái gì con trả lời. Bởi vì con đâu có kinh nghiệm đâu con trả lời. Rồi cái tự nhiên một người bình thường vậy, mình đã mang tiếng là người khai mang lý lịch. Vậy thì trong cơ quan đó, người ta có chấp nhận những người như con? Tự nhiên con thấy con tuổi quá bác. Con với nó là hai đứa từ nhỏ là
học chung với nhau, chơi chung với nhau, tắm chung với nhau luôn nữa. Mà bây giờ hả, một đứa thì hả, vô công ty nước ngoài làm, còn con xin 40-50 cái công ty, không có công ty nào nhận con hết trơn. Xong, về làm, con ơ luôn. Nhưng mà bây giờ sao ta, bây giờ biết xin thực tập ở đâu giờ ta? Ê, vô công ty của tôi, tôi giúp được. Được không, được không? Được. Ê, nói giùm tôi một tiếng nha, chứ thật sự bây giờ tôi nhận ra rồi. Hư hỏng quá rồi, không được rồi, báo cha báo mẹ gì quá lâu rồi. Con cảm ơn bác ba nhiều lắm nha bác ba. Cảm ơn bạn nha. Nói chung là chỉ cần bạn chịu thực tập thôi, chịu học thôi là tôi sẽ giúp bạn hết mình. Bác ba uống gì không bác ba? Chầu này con mời. Có tiền không mời? Con bao nói bác ba. Được, mày trả tiền thì bác ba uống. Hả? Chứ nói đâu có tiền đâu mà trả. Ta nói trồng cây, trồng hoa, trồng cái gì cũng vậy, ngày nào cũng chăm sóc nó, coi nó như con, mỗi ngày của nó lớn cỡ nào. Có điện thoại, phải để nói chuyện với điện thoại chút, nó nói chuyện với tụi con nghe không? Alo, chị Bảy hả? Dạ đúng rồi. Ừ, chủ nhật tụi này đám giỗ 30 sắp nhỏ đó. Nè chị ơi, kỳ này nhớ lên nha, dắt hết gia đình lên chơi. Lâu quá không gặp mấy đứa nhỏ, chắc nó lớn dữ ha. Gì? Trời ơi, mới ăn đầy tháng cháu nội hả? Ôi sướng quá, hạnh phúc quá hả? Con Đào hả? Ôi nhắc tới nó buồn đứt ruột chị ơi. Tao nói tôi nói nó hoài mà nó không chịu lấy chồng. Hối mà cũng vậy à. Một kỳ này chị lên đi hen, rồi chị coi có ai chị làm mai làm mối với nó giùm tôi nghe. Ơi ơi, cỡ tuổi nó là thôi, con người ta đã hai ba đứa tay sách đách mang rồi, còn nó chán lắm chị ơi, thôi kệ đi. Rồi vậy hen. Ừ. Hay trời ơi. Đó, bả là cháu nội, cháu ngoại tùm lum hết nè, con mình chưa. Trời ơi, con gái con ngồi xíu đi, tôi coi coi. Quay cái mặt coi. Trời đất ơi, con gái gì mà đâu có mặt không vui vẻ vậy con? Cái mặt gì chùa ổ vậy? Sao cái lần nào về cũng có đi mình ên cu kia vậy? Má, chứ giờ con đi với ai bây giờ? Nè, tôi cho mấy người biết nghe. Mấy người thiếu nợ tôi đó nghe. Con thiếu nợ má. Thiếu nợ dai lắm, đòi hoài không chịu trả. Nợ tình. Nợ tình? Không bao giờ nó dắt về cho tôi một mảnh tình nào hết trơn á trời. Trời đất ơi, con sao con kén tròn như vậy nè. Cái cỡ tuổi con ở xóm này là người ta tay xách nách mang rồi đó, hai ba đứa rồi đó, mình sao cứ ở không hoài vậy hả? Hả má ơi, từ từ đi má, lúc nào má cũng hối con hết vậy. Nè nè, bà Bảy mới gọi đi quê, mới gọi lên hỏi nè, hỏi bộ nó bị ế hả hay là nó kén quá. Trời ơi, bả đó kìa, bả mới khoe, bả nói đầy tháng cháu nội cháu ngoại tùm lum nghe, ha muốn chết luôn. Còn nhỏ này trời ơi, nói chuyện với nó mệt gì đâu, không bao giờ mà nó làm cho tôi vui hết trơn. Mỗi lần nó về là tôi phải, lúc nào tôi cũng dòm ngó ngoài cửa coi nó đi với ai, lúc nào cũng đi có cô kia mình, không có một người nào hết trơn hết trọi á, chán gì đâu. Con có biết là cái bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái mình dựng vợ gả chồng thì mới yên cái bề đó, mà tôi nói tôi thấy không vậy đó, không có chịu mà nói. Nó như là nước đổ đầu vịt vậy đó, mỗi lần nói chuyện rồi chồng con nói là bắt đầu nó te nó bỏ đi à, thì khổ ghê vậy. Còn cái được không? Được, nghe em đi, được hết. Nghe chưa? Bình tĩnh. À, má, để con. Má. Trời ơi, thấy thương không? Trời ơi, nó sợ coi tôi nó mồ hôi đầm đìa vậy đó. Má ơi. Con. Dạ. Trời ơi, cái gì mà bác đâu có ăn thịt ăn cá gì đâu mà con sợ vậy? Bình thường thôi. À, má, má làm gì má nhìn ảnh dữ vậy? Má làm ảnh sợ đó má. Có đâu sợ, tại vì má vui. Con tên gì? À dạ, anh tên Minh, anh 30 tuổi, nhà ở thành phố đó má. Lầm quá, má đang hỏi nó đâu có hỏi con. À, tụi nó con nói... mới gặp nhau bữa nay luôn. Cái gì? Mới nói gì gặp nhau bữa nay là sao? Má, ý của con là bữa nay là ngày đầu tiên anh Minh về ra mắt má. À, còn hai tụi con là quen nhau được gần năm rồi đó má. Đúng không anh Minh? 10 ngày nữa là tròn năm á. 10 ngày nữa là tròn năm. Dạ. Trời ơi, nó nhớ kỹ thấy sợ luôn vậy đó. Mà con nè, con này cũng tệ lắm nghe.
Ôi ôi, nó có bạn trai mà nó giấu kỹ tới sợ, gần cả năm trời rồi mà nó mới cho tôi biết. Bác vui gì lắm. Nhà con ở đâu, ở trên thành phố chỗ gì, chị chỉ nè, cho bác biết đi. Nhà trái cây nè, bác đem lên biếu ba má con rồi bàn chuyện hai đứa tiến tới. Má, từ từ má. À, dạ, từ từ. Sao từ từ được, trời ơi, con không nghe ta nói cái câu á. Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày, ta thà đi mất tiêu. Nhưng mà nghe con nói là cái giọng con không phải người miền này đúng không, người miền ngoài đúng không? À, con người Huế ạ, người Huế. Con người Huế hả? À? Ôi dạ. Trời ơi. Bác thích Huế lắm, Huế nó thơ mộng ghê lắm. Ôi con gái Huế cũng thơ mộng mà con trai Huế càng thơ mộng lãng mạn hơn nữa. Dạ đúng rồi đó má. Trời ơi, ở ngoài đó có sông Hương nè, qua cầu 12 nhịp đúng không? Dạ. Rồi dạ. Có chùa Thiên Mụ nè, dạ, rồi có chợ Đông Ba nè, có bánh bột lọc nữa. Bác rành quá. Trời ơi, bác thích Huế dữ lắm luôn đó con. Mai mốt quá là có con nhỏ này nó ra Huế đó con. Má, từ từ má gấp quá. À, tụi con chưa có gì đâu má. Trời ơi sao con? Trời ơi con ơi, con biết bao nhiêu tuổi không? Con là thuộc loại ế rồi. Mà có người hốt con má vui quá. Mẹ. Con biết không? Bác nói thiệt lòng bác luôn á, người dân miền Nam á à. Ta nói có sao nói vậy, không có sợ ai hết trơn rồi. Con nhỏ này mà ở xóm này mà cỡ tuổi nó là 2-3 đứa con rồi mà nó chưa có ai mà một mảnh tình dắt dai mà bây giờ nó dắt con về là con phải hốt nó thôi. Má ơi, con mốt con sẽ là dâu xứ Huế. Má. Hả? Con là con gái mà má làm vậy mất giá con hết má. Con sao? Vui mà phải không con? Trời ơi, bây giờ nó không nói một tiếng nào, nó hiền gì đâu á bay. Dạ. Anh Minh anh ít nói lắm má. Đúng rồi, tại dạ. Đào kêu bác không thích người nói nhiều á. Dạ đúng, đúng rồi đó, chính má. Xác. Trời ơi. Anh dễ thương quá má. Dễ thương. Dạ dạ. Dạ con, vô nè. Xoài ở nhà mới hái á. À, dạ. Đi lấy da gạo, da gọt rồi mời anh ăn coi. Anh đi với em. Trời ơi, đi con. Ừ đi. Dạ, không đi nha má. Ai ra xứ Huế thì ra, tôi ra, tôi dắt con gái tôi ra. Vui quá đi. Mà tao nói nhỏ này tánh á. Ủa anh ba. Chào bà chị. Khỏe hả? Khỏe. Đi đâu sao sách vụ vậy? Tôi là đi sớm có vậy công hả? Chuyện. Dạ. À, bà chị khỏe không? Khỏe re. Vậy hả? Con nhỏ này à... gái tôi Đào nè. À, dạ hả? Con chào bác ba. Ờ đó. À. Tôi nói cho anh nghe báo tin vui nghe. Anh sắp sửa được uống rượu mừng của nhà tôi rồi đó. Vậy à. Vậy là tôi chuẩn bị mài răng. Mài răng đi ăn hả? À. Nè con. Con ơi con ra đây chào bác ba đi con. Nè bạn trai của gái thì đó. À. Tưởng ai chứ chú em thì tôi biết Minh phải không? À, đúng rồi nó tên Minh. Ủa? Nói ra là hai người quen biết hả? Trời ơi, nó cháu cháu tương lai của tôi chứ đâu xa lạ gì. Trời ơi, tưởng người xa xôi, ai dè kế bên hàng xóm vậy thôi, mai mốt mình làm xui gia thì nó vui quá. Ý mà khoan, ủa anh cháu là cháu họ, cháu gì, cháu tương lai là cháu sao anh? Cháu tương lai có nghĩa là vậy. Anh chàng này nè. À, thằng này. Là quen với nhỏ cháu gái, con của ông anh họ tôi. Bữa ông anh họ tôi cũng có mời tôi đi dự cái đám sang nhà. Anh ơi, à, bác gì? Ba ơi, à, bữa giờ chị Vân có về chơi không bác ba? Nó mới về, nó đi rồi. À vậy hả bác ba? À. Ê khoan, để người lớn nói chuyện con nè, anh nói gì tôi nghe không có rõ. Anh nói sao? Anh có nhìn lộn người không? Cái thằng này á là thằng Minh đúng rồi. Nó là người yêu của gái tôi, nó mới đem về ra mắt nè. Mà sao anh nói gì rồi qua bên nhà anh rồi sao mà đám nói làm gì? Tôi chưa hiểu gì hết trơn rồi. Giờ bà lính quýnh rồi phải không? Làm gì phải khép nép, làm gì phải sượng sùng. Mày bắt cá hai tay hả mày? Mày quen với nhỏ con anh họ tao rồi đi làm đám sang nhà, tất nhiên là chuẩn bị tiến tới hôn nhân, vài tháng nữa rồi đám cưới, phải không? Mà giờ mày còn cặp kè với nhỏ này làm sao? Trời đất ơi, con ở là con bộ đàn ông trên thế gian này chết hết rồi hay sao? Bộ không có đàn ông sao mà cái thằng này nó sắp sửa có vợ mà mày đâu đâu cứu cứu má ơi, không phải như vậy đâu má. Chứ không phải vậy là sao? Hả? Trời đất ơi con ơi con. Thôi, bây giờ nghe tôi nói nè. Bình tĩnh giữa đường giữa xá trộm xóm họ nghe rồi cười nhà bà chứ gì. Nhưng mà tôi tức quá mà. Tôi đáng lẽ tại bà hỏi quá rồi tôi mới nói thôi, chứ tôi cũng tính không có nói giữa đường đâu. Nhưng mà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tôi với bà phải phối hợp vạch mặt thằng này cho nó một trận.
Bác ơi, con vô tội, bác ơi, con vô tội á. Chuyện không phải như bác ba nghĩ đâu, bác ba ơi. Chứ là chuyện sao? Nó rành rành vậy mà mày còn binh hả? Nè, nè nè, mày đừng nói mày thương nó quá, mày yêu nó quá, rồi mày bỏ qua hết tất cả những cái chuyện đó nha. Dạ, không nó là cái thằng Sở Khanh, điểu cá, bịch bợm, trăn tráo. Bác ba ơi, chuyện là anh Minh, anh chỉ là bạn của con thôi. Tụi con chỉ có đang đóng kịch để lừa má con thôi à. Gì? Trời đất ơi. Mày đóng kịch. Mày lừa má. Bà. Ê, đã, má. 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 Gì? Má ơi, má tha cho con đi má. Ai biểu mấy người nằm xuống? Tôi đâu có biểu mấy người nằm xuống đâu. Thì hồi nhỏ mỗi lần cũng sai cái má bắt con nằm đây má quýnh con nè. Cái này là tự giác làm chứ tôi không có biểu, là đứng lên. Bây giờ lớn rồi. Quýnh kiểu khác. Má con đứng lại, má đừng đánh con được không má? Nè. Nín giùm cái miệng, tôi chưa quýnh nghe. Mà không có gì. Hả? Bây giờ câu chuyện sao nói cho tôi nghe, tại sao có cái vụ mà giả đây hả? Dạ. Là sao? Dạ nói. Má, chuyện là anh Minh không phải là người yêu của con, ảnh là bạn của con. Rồi sao? Con chỉ mượn ảnh làm người yêu dạ để gạt má thôi. Tại sao vậy? Mà nói nghe nè, nếu mà mình mượn người yêu mình phải coi kỹ người đó như thế nào. Bây giờ người ta sắp sửa lập gia đình, làm vậy là phá hoại gia ca người ta, làm tôi mất mặt với bà con lối xóm. Trời ơi, là mình như là người thứ ba, mình là tiểu tam, mình là trà xanh, hiểu chưa? Nhưng mà con chỉ mượn ảnh đóng giả có ngày thôi, cũng đâu có biết ảnh là người quen của bác ba đâu. Rồi bây giờ mấy người hả giả chưa? Bây giờ tôi gặp ngay anh ba, cháu rể tương lai của người ta đó. Bây giờ không nói nhiều. Tại sao? Bây giờ nằm xuống. Lúc nãy con nằm. Bây giờ không bắt con ngồi dậy. Bây giờ ngồi dậy, tao quýnh là đứng yên. Tao quýnh không được chạy nghe, tao quýnh không được chạy nghe chứ. Thôi. Anh ba. Bà, tôi nói cái chuyện này ở trong nhà bà giải quyết không? Bà la bà hải đi ngoài đầu ngõ tôi nghe bà la rồi. Ủa, cái giọng tôi nó nhỏ vậy mà ở ngoài nghe hả? Thôi tôi mời anh ngồi. Còn hơn mấy cái loa mà tụi nó cho mướn làm ra đám cưới nữa đó. Tôi mời anh ba ngồi. Anh ba ơi, bây giờ anh qua đây là anh cười chế giễu tôi đấy phải không? Tôi biết cái lỗi tôi sai lắm, tôi la làng la xóm. Bây giờ nè, thôi như là tôi tạ lỗi anh đi. Trưa nắng anh uống miếng nước cho nó mát đi nghe anh ba. Trời ơi, tôi cũng không có ngờ cái chuyện này nó xảy ra. Rồi thằng Minh nó đâu rồi? Trốn rồi. Sao vậy? Mắc cỡ. Trời đất ơi, tôi nghĩ mà... cái chuyện này nó cũng không có hay ho gì, cho nên là nó cũng không có gặp tôi nữa. Trời đất ơi, cái chuyện này tôi bậy quá, mà tôi nghĩ con tôi cũng bậy nữa. Mà tại sao bây giờ nói lý do tại sao mà kiếm người giả, người bạn trai của mình nói tôi nghe coi. Đó, giờ bà nóng y như cục than hầm rồi ha. Bây giờ bà uống miếng nước rồi tôi nói cho bà nghe. Đầu dây mối nhợ cũng bà đó. Sao tại tôi? Trời đất ơi. Bộ cha mẹ muốn con cái mình lấy chồng gả vợ là tôi sai sao? Má, không má, có má, sai. Má, nước đi má. Con của bà nó đi học rồi nó ra trường nó đi làm. Cái công việc của nó bây giờ là áp lực về công việc, về tiền bạc. Nó phải xây dựng cái gì, cái nền tảng gì kinh tế. Là tuổi trẻ bây giờ mấy đứa siêng năng, mấy đứa mà có ý chí, nó mới nghĩ được cái đó, nó mới làm. Con nhỏ bà đang trong cái quỹ đạo đó thì để cho nó làm đi. Còn cái chuyện hôn nhân, duyên nó tới thì gặp. Thấy không? Bà áp lực mỗi lần nó về. Con người ta tuổi bay, người ta ẩm hai ba đứa rồi. Bà có nói câu đó không? Có, tôi nói hoài luôn. Mày từng tuổi này không có dắt ai về đây coi, tao xấu hổ. Ế hả mày? Bà có nói câu đó không? Có, nói nhiều lần luôn. Đó, bà nói kiểu đó bà làm áp lực cho con nhỏ. Nhưng mà tôi nói nghe một phần là cũng là mỗi lần nhà tôi mà có đám giỗ đám kỵ gì đó thì bà con dưới quê cũng lên hỏi tôi, nghe tôi cũng quê chứ anh. Thành thử tôi mới áp lực với nó đó. Đây nè, tôi nói có nhiều người cái kiểu nói đó là vô tình là kêu không có hay. Nói kiểu đó, rồi bà cũng nghe theo cái chuyện đó, cái bà gây áp lực con bà. Con bà nó làm vậy, nó thấy bà căng thẳng quá, nó phải kêu thằng kia vô đóng thế làm người yêu để cho bà xả stress. Cứ mỗi lần con về quê là cái bà ca lấy chồng á, cứ đem má hát hoài luôn. Riết con chết con sợ về quê luôn á. Má nói con nghe, thì bây giờ con trách má, nhưng mà sau này con có gia đình rồi, con có con cái rồi, con làm cha làm mẹ, con mới thấy nỗi khổ tâm của những bậc làm cha làm mẹ. Thôi bây giờ tôi không có ép nó nữa, ai nói gì nói tôi không ép nó nữa. Má ơi, sao con xin lỗi má nha. Nhưng mà má tin con thêm lần này nữa đi. Bây giờ hiện tại á, không phải là con không muốn lấy chồng đâu má. Nhưng mà con đang còn có thêm thời gian để con tìm được một cái người mà thật sự là hợp với con. Để sau này con không có làm cho má buồn lòng nữa. Hứa là phải giữ lời nghe chưa? Dạ. Nói với tôi là tôi nghe rồi đó. Dạ. Tôi biết rồi. Ồ, thằng Minh nó sợ tôi lắm hả? Sợ sao không sợ?
Lần nãy tôi rút lại rồi thì anh kêu nó qua đây cứ tôi làm mâm cơm coi như là gia đình ăn vui vẻ lại hòa thuận nghe ha. Bà muốn kêu nó qua ăn cơm phải không? Đúng rồi, chứ không có la rầy nó nữa nghe. Thì thôi giờ mẹ con chuẩn bị đi. Rồi. Thì tôi về tôi nhắn nó coi được thì tôi qua tôi ăn ké với nó luôn được không? Trời ơi. Tôi mời trịnh trọng mời chứ không ăn ké vậy chứ. Vậy hả? Thôi làm lẹ lẹ tôi đi kêu qua liền. Vậy nghe không? Được rồi, cảm ơn bà nhiều nghe. Ừ. Trời ơi.